là trong đi. Hàng này về đầu thùng để phục vụ các bác nhá, rất nhiều mã hàng luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Mã đầu tiên thì hôm nay bên shop về cho các bác một cái mã nồi, cái nồi lẩu các bác nhá, nồi lẩu hàng của thương hiệu Osaka. Đó. Nồi lẩu hàng của Osaka các bác nhé. Đấy. Nó sẽ là hàng của thương hiệu Osaka. Cầm cho anh ấy biển ra này. Hàng thương hiệu Osaka các bác nhé. Osaka đây. Con này thì dung tích của nó sẽ là 3,5 lít, sử dụng điện áp là 220V và công suất của nó sẽ là 1360W, 1360W nhé. Hàng của thương hiệu Osaka của Nhật nhá. Đấy. Hàng Nhật xuất sử dụng điện 220V và dung tích 3 lít rưỡi. Con này thì các bác dùng để ăn lẩu này, chiên rán, xào nấu đều ok hết nhá. Đấy. Một con nồi lẩu cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Những cái khâu đóng gói của nó cũng đã rất là cẩn thận rồi. Đây. Nó sẽ có một cái khay như này các bác này, một cái khay như này để các bác có thể mình hấp thì mình có thể đặt đồ vào đây mình hấp này. Đấy. Rồi cái nắp này, nắp về nhà các bác xoáy nắp vào cho em nhá. Có nắp đây, về nhà các bác xoáy cho em cái nắp vào này. Đấy, xoáy cho em cái nắp vào. Hàng thì siêu dày dẫn luôn. Cái đế này thì chống dính luôn nhá. Con này thì các bác có thể dùng để chiên, rán, xào, nấu ăn lẩu niếc đều được hết nhá. Đây, nồi của nó khá là dày luôn. Hoa văn này, đấy, hoa văn rất là đẹp luôn nhá. Đấy, hoa văn rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp các bác này. Đây, hàng của thương hiệu Osaka các bác này. Osaka đây. Đấy, hàng thương hiệu Osaka. Hoa văn rất là đẹp luôn. Đấy, rất chắc chắn nhá. Đây. Đấy thì về nhà các bác đây. Cái phần nồi này của nó rất là dày và đế rất là dày nhá. Hàng rất chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái con cắm điện như này. Con cắm điện như này, các bác cắm kết nối vào cho em này. Đấy. Cắm kết nối vào cho em. Đây, cắm kết nối vào đây nhá. Đấy, cắm kết nối vào đây này. Sau đó thì các bác cắm trực tiếp điện 220V này. Và có điều chỉnh ở đây nhá, có nút điều chỉnh to nhỏ ở đây. Các bác có thể điều chỉnh chiết áp ở đây để mình chiên, rán, xào, nấu đều ok hết luôn. Đó. Thì một con nồi như này. Và nó sẽ kèm cho các bác một cái khay hấp này nhá. Các bác có thể đặt vào đây. Đấy, cái khay hấp này đặt vào đây để mình hấp này. Và về nhà thì các bác xoáy vào cho em. Nắp vung của nó sẽ là vung cường lực nhá. Đấy, cường lực, nắp cường lực. Cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Rất là ngon lành nhá. Dày dẫn chắc chắn. Hàng thì nguyên cái khâu đóng gói xốp của nó cũng rất là cẩn thận. Đóng gói rất cẩn thận luôn. Và giá thì rất là tốt nhá. Giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Lên mã cho em là nồi lẩu Osaka nhá. Nồi lẩu Osaka. Đấy, nồi lẩu Osaka giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 390.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là nồi lẩu nhá. Đó. Nồi lẩu Osaka này. Đấy, lẩu Osaka. Giá của nó sẽ là 390.000 nhá. 390.000 và bao ship. Đó. Lên mã cho em là nồi lẩu Osaka nhá. Nồi lẩu Osaka. Giá rất tốt cho bác luôn, chỉ có 390.000 thôi. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Hàng của thương hiệu Osaka của Nhật xuất nhá, sử dụng điện 220V. Đó, điện 220V và công suất của nó sẽ là 1300W, dung tích là 3,5 lít nhá. Đấy, 50Hz này, 1300W. Lên mã cho em là nồi lẩu Osaka nhá, nồi lẩu Osaka. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bếp từ hàng của thương hiệu Philips nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Philips của Nhật và sản xuất thì nó sẽ là sản xuất ở Thái Lan. Đây. Made in Thái Lan các này. Đây, Made in Thái Lan nhá. Đó. Hàng sản xuất ở Thái Lan và giá thì giá của nó sẽ là một cái giá rất là tốt cho các bác luôn. Các bác lên cho em là bếp từ nhá, bếp từ giá của nó sẽ là 470.000 và bao sim tận nhà cho bác luôn. 470.000 cho một con bếp từ Philips này. Bao sim tận nhà cho bác luôn. Hàng đóng gói cực kỳ cẩn thận và kỹ càng. Dày dẫn chắc chắn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bếp như này. Đấy, một bếp như này. Các bác nhá, một bếp như này. Bếp bằng kính cường lực này, kính cường lực dày 5 ly, bếp bằng kính cường lực dày 5 ly, hàng của thương hiệu Philips và sản xuất ở Thái Lan nhá. Đấy, made in Thái Lan đây. Hàng của thương hiệu Philips sản xuất ở Thái Lan. Chiều dài của nó thì vào khoảng là trên 30, chiều rộng thì vào khoảng là trên 20 nhá. Đó. Con này thì nó sẽ là dòng bếp chung, các bác cũng có thể đun nấu được hết các loại nồi thôi, rất là gọn. Con này các bác dùng để ăn lẩu, ăn niếc thì cực kỳ là ok. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, 470.000. Đấy. Thì cái này thì sẽ có tặng kèm các bác một cái nồi như này nhé. Tặng kèm các bác một cái nồi như này nữa. Đó. Thì đây sẽ là chương trình mua một tặng một nhé. Đấy. Thì cái nồi này nó sẽ là hàng tặng thôi. Cho nên là các bác thông cảm thôi. Hàng tặng thì nó sẽ không lấy đâu ra được. Đó. Hàng tặng thì nó chỉ là mang tính chất là tương đối thôi. Đấy, tương đối thôi các bác nhé. Chứ còn nếu các bác đòi hàng dày thì các bác phải mua mất tiền.
Còn hàng này nó sẽ là hàng tặng thì nó chỉ tương đối thôi các bác nhá. Đấy. Có những cái thì khi vận chuyển nó sẽ bị móp méo thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Hết sức thông cảm nhá. Còn hàng này là hàng tặng thì tương đối như này là được rồi. Đó. Con này thì đường kính của nó cũng vào khoảng là 25 cm. Đấy, con nồi này đường kính khoảng 25 cm, rất là tiện dụng như này. Đấy. Lên xem là bếp từ Philips nhá. Đấy. Mua một bếp từ được tặng kèm một cái nồi như này. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 470.000 cho một con bếp từ Philips như này. Đây. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ là 2.000 đến 2.500W. Đấy, một chiều là 31 này, một chiều là 39 nhá. Đấy. Và kích thước của nó, công suất của nó sẽ là điện 220V nhá, điện 220V. Hàng sản xuất Philips và sản xuất ở Thái Lan nhá. Giá thì rất là tốt cho bác luôn. Lên cho em là bếp từ nhá, giá sẽ là 470.000 bao ship. Đó, bếp từ. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái siêu phẩm hàng của Cucu nhá. Hàng của Cucu đó là cái ấm siêu tốc nhá, ấm siêu tốc. Cái này bên shop về thì nó sẽ có màu xanh, màu đỏ rồi màu xanh đen, nói chung là thập cẩm các loại màu luôn. Hàng của thương hiệu Cucu này, Cucu của Hàn Quốc, rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Cucu Hàn Quốc nhá. Điện của nó sẽ là điện 220V này. Đấy, 50Hz 1500W và dung tích là 2,5 lít nhá, 2,5 lít. Con này các bác đun nước siêu nhanh sôi luôn, siêu nhanh sôi luôn. Dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhá, 2,5 lít như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi, 130.000 cho một con ấm siêu tốc như này. Đấy, hàng của thương hiệu Cucu của Hàn Quốc, hàng rất đẹp luôn. Ưu điểm của con này thì cái dung tích của nó rất là lớn nhá, 2 lít rưỡi luôn các bạn, 2 lít rưỡi luôn. Tha hồ thoải mái, các bác đun nước một lần thì các bạn rót đầy phích luôn. Đầy phích luôn các bác nhá. Đó, 2,5 lít và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Đấy. Ấm siêu tốc Hàn Quốc, đúng rồi. Ấm siêu tốc Hàn Quốc. Đó, ấm siêu tốc Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k cho một ấm siêu tốc Hàn Quốc. Dung tích là 2,5 lít này. 2,5 lít 1500W và điện 220V nhá. Đấy, điện 220V, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Cucu của Hàn Quốc nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân 5 nhá. Các bác lên cho em là cân 5. Con này thì nó sẽ cân được là 5 cân và nó sẽ có sẵn cho các bác pin luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây, đấy một con cân như này. Cân của nó sẽ là cân được 5 cân nhá. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn, chỉ có 50.000 cho một con cân 5 như này thôi. Về nhà các bác cân được tối đa là 5 cân. Về nhà các bác dùng trong nhà bếp có kèm sẵn pin như này rồi. Dùng trong nhà bếp ví dụ như là các bác cân thực phẩm, cân thức ăn, con này nó cũng có chức năng trừ bì luôn. Có chức năng trừ bì luôn, nó rất là tiện nhá. Đây em đặt lên cho các bác xem này. Đó. Đây nhá, ví dụ như em là em đặt cái cân này lên này thì cái cân này của nó sẽ là 229g nhá, 229g, cái này nó tính bằng gam. Đấy, ví dụ này, tính năng trừ bì thì em nhấn cái nút nguồn này. Nhấn cái nút nguồn này nó sẽ về 0 này. Đó. Thì ví dụ em đặt cái bút này lên này. Đấy. Thì cái bút này trọng lượng của nó sẽ là 18g cho cái bút này nhá. Đây, 18g cho cái bút này luôn. Đó. Thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50.000 cho một con cân như này thôi. Lên mã giúp cho em là cân 5 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là cân 5 này, cân 5, cân được 5 cân mà. Giá của nó sẽ là 50k thôi, 50.000 cho một con cân 5 như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn, giá rất là tốt. Lên mã giúp cho em là cân 5 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ nồi. Các bác lên cho em là bộ nồi 5 món nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 món như này. Đấy, một cái bộ nồi 5 món như này. Rất là nhiều món cho các bác luôn. Đấy. Con này thì nói chung là hàng của nó cũng là tương đối thôi, tại vì cái giá của nó rất là hợp lý. Chỉ có 140.000 cho 5 cái nồi thôi. Đấy, 140.000 cho 5 cái nồi như này nhá. Hàng thì cũng tương đối là hợp lý cho các bác thôi. Đây. Đấy, cái vung này của nó đang dán giấy bóng cho nên là nó hơi bị nhăn nhăn như này, chứ không các bác nhìn trên video các bác là tưởng hàng nó bị dập nhăn là không có đâu. Đấy, nó rất là nhẵn nhụi và đẹp luôn nhá. Đấy, cái này thì nó đang dán giấy bóng này để nó chống xước các bác nhá. Đấy, về nhà các bác lột cho em cái giấy bóng này ra là nhẵn bóng luôn. Đó, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái nồi đầu tiên thì con này sẽ là 24 sen này. Đấy, đầu tiên con này là 24 sen. Tiếp theo là đến một con này nó sẽ là con 22 sen này, 22 sen. Đó, con 22 sen. Tiếp theo nữa là con 20 sen. Đấy, con 18 sen và con 16 sen. Đấy. Tất cả đều có vung hết nhá. Nồi nào úp vào vung đấy luôn. Đấy. Các cụ nhà mình bảo là nồi nào vung đấy thì các bác cứ nồi nào úp vào vung đấy xem. Tránh cái việc là các bác úp không đúng nồi, không đúng vung nhá. Đấy. Nồi nào úp vung đấy đều chặn chặn như này các bác này. Đấy. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có thể bỏ gọn vào nhau được, bỏ gọn vào nhau được, nó rất là tiện con này. Hàng này thì của nó sẽ là mang tính chất là tương đối thôi chứ không quá dày đâu các bác nhá. Không quá dày đâu. Đấy, hàng tương đối. Tại vì các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín đều được hết nhá.
Và cái combo của nó sẽ là 5 món như này. Đấy, combo 5 món như này. 1, 2, 3, 4, 5 món như này. Lên cho em là bộ nồi 5 món nhé. Bộ nồi 5 món. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 140k nhé. 140k. Lên cho em là bộ nồi 5 món. Bộ nồi 5 món nhé. 5 món. Giá sẽ là 140.000. 140.000 cho 5 cái nồi như này. Đấy, hàng rất đẹp, rất tuyệt vời nhá. Và giá thì chỉ có 140k thôi, giá rất tốt luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con máy thái rau nhá. Máy thái rau. Đây là một con máy siêu tiện dụng luôn, để cho các bác có thể sử dụng trong các cái công việc chế biến thực phẩm, chế biến thức ăn, đồ ăn thức uống rất là ok nhá. Giá thì chỉ có 80k cho một con máy thái rau này thôi. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 6 cái lưỡi. 6 cái lưỡi như này, về nhà các bác lắp vào các cái bộ phận này. Đấy, và nó sẽ là một thân máy như này. Một thân máy đầy đủ trọn bộ như này nhá. Đầy đủ trọn bộ sản phẩm như này. Về nhà các bác lắp đặt vào cho em, nó cũng rất là dễ lắp đặt thôi. Đấy, rất dễ lắp đặt như này. Đấy, các bác cứ lắp vào nhà cho em xong này. Đấy, lắp đặt vào nhà cho em xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý thôi. Đây, cho các thứ vào, các bác có thể vệ sinh rồi làm rất là ngon lành luôn. Đấy, giá rất hợp lý nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó, đây cái này thì nó sẽ là cái miếng cao su ở đây. Để chống trơn trượt các bác nhá. Đấy. Đầy đủ chi tiết cho các bác luôn. Đây, em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con máy thái rau như này, tay quay tay kiếc đàng hoàng nhá. Giá chỉ có 80 cành thôi, 80 cành. Lên mã giúp cho là máy thái rau, giá của nó sẽ là 80k cho con máy thái rau như này nhá. Đó. Đây các bác. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với đòn tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian và thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Không ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn sẽ quay chiều kia nhé, phải rồi. Quay ngang đi, đừng quay dọc. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em. Giá sẽ là 80k nhé, lên cho là máy thái rau giá sẽ là 80.000. Vâng, chào các bác nha. Nay thì bên shop lại tiếp tục về một số mã hàng thì em lại lên gửi tới các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp chị em. Lưu ý đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái thuốc dạ dày các bác nhá. Hàng của thương hiệu OTC, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Cái này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, nhiều bác uống rất là hiệu quả luôn, và uống một liệu trình khoảng từ 3 đến 5 hộp là sẽ đỡ luôn, và các bác uống duy trì cho em là sẽ khỏi hẳn luôn các bác nhá. Đó. Thì nó sẽ là thuộc dòng thuốc nam cho nên là uống cực kỳ tốt và an toàn luôn nhá. Thuốc nam, uống cực kỳ tốt và an toàn luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, và cái này thì bên shop sẽ bán theo một hộp như này, một hộp này của nó sẽ là 90k cho một hộp như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là thuốc dạ dày. Đấy, thuốc dạ dày này. Đấy, thuốc dạ dày. Dạ dày. Đấy, nên em cho là thuốc dạ dày nhá. Thuốc dạ dày một hộp của nó sẽ là 90k cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 vỉ nhá, 5 vỉ. Một hộp sẽ 5 vỉ và một vỉ là 10 viên. Đấy, các bác uống cho em là một ngày là 3 lần nhá. Uống cho em là một ngày là 3 lần và uống là mỗi lần là 3 lần, mỗi lần một viên nhá, 1 đến 2 viên. Một ngày là 3 lần, một lần 1 2 viên, sau ăn là đi sau ăn 30 phút nhá. Đấy, sau ăn 30 phút. Mỗi ngày uống 3 lần. Ăn xong thì các bác uống cho em là từ 1 đến 2 viên nhá. Bác nào đau nặng thì uống 2 viên, còn nhẹ thì các bác có thể là uống 1 viên. Đó. Thì lên cho em là thuốc dạ dày, giá sẽ là 90.000 cho một hộp như này. 90.000 cho một hộp như này các bác nhá. Đấy, một vỉ của nó sẽ là một hộp này còn sẽ là 5 vỉ đây. Hàng công ty cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, từ những cái tem mác đóng gói hộp viết của nó này. Hàng chính hãng nhá. Đấy, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, hàng chất lượng. Em bán rất là nhiều rồi và nhiều bác uống rất là tốt luôn nhá. Đấy. Hàng của OTC này các bác này, OTC. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác 90k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái nước hoa khách sạn nhá. Đó, nước hoa khách sạn. Dòng này về thì bên shop về được một cái lô này, hàng rất là đẹp, giá rất hấp dẫn cho các bác luôn. Và nó lại rất là thơm các bạn, rất là thơm luôn. Đây. Đấy thì cái này con này bên Nhật nó chuyên dùng để trong các cái nhà hàng khách sạn các bạn. Đấy, chuyên để trong các nhà hàng khách sạn rất là đẹp luôn. Về nhà thì các bác mở cho em cái nắp này ra này. Đấy. Mở cái nắp này ra, thơm lắm các bạn, thơm lắm. Đây, mở cái nắp này ra, sau đó thì các bác cắm cái bấc này vào cho em này. Đấy, cắm cái bấc này vào cho em. Sau đó thì các bác sử dụng thôi. Đó, cái bấc này nó sẽ hút cái tinh dầu này lên. Đấy, các bác có thể để trong phòng ăn, phòng ngủ, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, tất cả các loại để luôn. Đấy, các bác cứ để vào đây cho em. Đấy. Của nó sẽ là tinh dầu đấy, tinh dầu mùi tinh dầu rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu nhá.
bên Nhật thì nó chuyên để sang các cái nhà hàng khách sạn đây, hotel này. Các bác lên xem là nước hoa khách sạn. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một lọ như này. Đó, nước hoa khách sạn nhá. Đó. Nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Giá của nó sẽ là 30k trên một lọ như này nhá, 30.000 trên một lọ. Bác nào mua 10 thì sẽ được tặng một nhá. Đấy. Mua 10 thì bên em sẽ tặng một. Đó, giá ưu đãi cho các bác luôn. Mua 10 tặng một, nước hoa khách sạn như này, 30.000 một lọ, mua 10 tặng một cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái túi thả bồn cầu nhá. Đấy. Các bác lên cho em là túi thả bồn cầu. Con này thì công dụng của nó thứ nhất lên cho em là túi thả bồn cầu nhá. Đấy, túi thả bồn cầu. Thả bồn cầu này, một bịch này của nó sẽ là bao gồm là 10 viên nhá. Một bịch của nó sẽ là 10 viên, giá sẽ là 15k. 15k cho một bịch như này bao gồm 10 viên. Con này công dụng của nó thứ nhất là các bác lên cho em là túi thả bồn cầu nhá. 15.000 cho một túi như này bao gồm cho các bác là 10 viên. Dòng này thì nó sẽ ra cái nước màu xanh rất sạch và thơm luôn. Nó sẽ có các cái tác dụng, thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch tẩy này, tức là tẩy sạch ấy, sạch tẩy này. Thứ hai là thơm này. Đấy, thơm này. Thứ ba là diệt khuẩn nhá. Đấy, diệt khuẩn. Đấy, sạch thơm và diệt khuẩn luôn. Đó, các cái công dụng như vậy. Sạch thơm diệt khuẩn. Một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên. À, nó sẽ ra một cái nước màu xanh như này, mỗi tháng các bác thả vào cho em một viên, mỗi tháng thả một viên. Như vậy là dùng một bịch này dùng trong vòng 1 năm luôn. Hoặc các bác thích thì các bác cứ thả liên tục cho em một lần thả 2 viên cũng được. Đó, thì 1 năm chỉ cần dùng 2 túi này là ok nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục với cho bác cái hộp thuốc dán nhá. Các bác lên cho em hộp thuốc dán, một hộp này nó sẽ là 12 viên và nó sẽ là thuộc dạng viên như này. Cái này thì nó là dạng là thuốc sinh học nhá, cho nên là nó rất tốt và an toàn luôn. Đây. Một bịch của nó sẽ là 12 viên như này các bác này. Và viên của nó sẽ là một dạng viên như này, và viên của nó sẽ là có một cái viên thuốc nhỏ bên trong. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, thì khi mà kiến dán mà nó ngửi thấy cái mùi này thì nó sẽ là bị chết các bác nhá. Đấy, rất chết. Còn cái này nó là thuốc sinh học, nó rất là an toàn luôn. Con này thì nó bán thì thị phần của nó sẽ là số 1 của Nhật Bản luôn này. Đấy. Số 1 của Nhật Bản luôn. Hàng made in Japan, hàng nội địa Nhật Bản nhá. Con này thì đặc trị dán luôn. Đấy, dán con này, dán mẹ này, dán tổ này, rồi dán kiến, rồi trứng dán nhá. Đấy, diệt được cả trứng dán luôn. Nhà về nhà các bác để vào cho em trong các cái loại như là tủ bếp, tủ quần áo, rồi nói chung là tất cả các khu vực nào có kiến dán, có dán các bác để vào cho em. Hàng made in Japan, nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Giá của nó sẽ là 50k. Đấy, lên mã đúng tên cho em đó là hộp thuốc dán nhá, tại vì bên em bán cả lọ. Đấy, lên cho em là hộp thuốc dán nhá, hộp thuốc dán. Đó. Hộp thuốc dán, giá của nó sẽ là 50k cho một hộp thuốc dán như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá. Lên mã giúp cho em là cam mô hình. Con này thì nó sẽ đầy đủ đai điếc các thứ như này, và nó sẽ là một con cam, nhưng mà nó sẽ là cam mô hình thôi, cam giả, và chủ yếu nó là sử dụng về cái tính năng là cái đèn này. Đấy, nó sẽ rất là sáng như này các bác này. Đấy, rất là sáng như này. Thì thứ nhất là các bác dùng để làm đèn sáng, và thứ hai là dùng để dọa ma các bác nhá, dọa trộm. Đấy, thì đây các bác bật lên cho em này. Đấy, bật lên này, nó sẽ có sáng 1 này, đấy, sáng 2 và sáng 3. Đó, bật lên này, đấy, tắt đi các bác này. Đấy, và có cảm biến nhá, có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua thì nó sẽ tắt nhá. Đấy, nó rất là nhạy các bạn. Đó, và trên thì nó sẽ có một cái tấm pin năng lượng mặt trời. Về nhà các bác bóc cái bóng này ra cho em. Đó, nó sẽ có một tấm pin năng lượng mặt trời như này. Đó, thì nó sẽ là một con cam mô hình như này nhá. Đấy, tức là nó sẽ là dạng là giả cam, còn chủ yếu chức năng của nó là đèn nhá, đèn giả cam, cam giả đèn các nhá, cam giả đèn giả cam. Đấy, nôm na nó là như vậy các bạn. Đấy, thì con này rất là ngon luôn, và năng lượng mặt trời về nhà các bác chỉ cần bắt lên là xong thôi, không cần phải dây dợ lòng ngoằng. Đây, nó sẽ có đai như này, về nhà các bác bắt đai vào cho em này. Đấy, bắt đai vào như này. Đấy, nó sẽ có cái đai như này các bác này, về nhà các bác chỉ cần lắp vào như này là xong. Đó, sau đó thì mình bắt đai vào và lắp lên. Đấy, rất là tiện. Giá thì rất là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là cam mô hình nhá. Đấy, cam mô hình. Một con cam mô hình như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá. Qua lên cho em là cam mô hình nhá. Cam mô hình. Giá của nó sẽ là 100k cho một con cam mô hình như này, 100.000 nhá. Đấy, 100.000 cho con cam mô hình này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩy son nhá. Các bác lên cho em là tẩy son nồi. Đấy, lên mã giúp cho em là tẩy xanh nhá. Cái này thì các bác lên cho em là tẩy xanh. Con này thì bên shop đang bán cho các bác với giá đó là, các bác lên cho em là tẩy xanh nhá. Giá của nó sẽ là 25.000. Đó, tẩy xanh. Giá của nó sẽ là 25k cho một lọ tẩy xanh như này. Con này thì nó sẽ là một cái dòng nó như kiểu là kem ấy. Nó như kiểu là kem ấy. Và nó sẽ khi mà các bác về thì các bác mở đây. Sau đó thì các bác trà trực tiếp lên cái làm ướt, sau đó thì trà trực tiếp lên cái phần son nồi mà bị
đen bị bẩn nấm đấy, thì các bác trà lên cho em, sau đó thì mình cọ rửa đi thì tẩy được cả ô tô này rồi là xoong nồi các thứ nhá. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, và giá thì chỉ có 25.000 thôi, lên mã giúp cho em là tẩy xanh giá sẽ là 25k nhá. Đây các bạn nào không, mọi người cùng mình thử nhá. Điện cái chảo của mẹ mình đang bẩn hay là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và vôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước. Này, và đây là em kết cho quả lạch này, nó sẽ bị cái điện nó chia. Mọi người thấy sự khác biệt giữa hai bên không? Đi, đây mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Đấy, rất là ngon các bác nhá. Đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không, mọi người cùng mình thử nhá. Cái chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và vôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần này. Đấy, rất là ok nhá, giá thì chỉ 25.000 cho một lọ này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Có lên cho em là cốc tự khuấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có là 90.000 cho một con cốc tự khuấy như này thôi. Dòng này thì nó sẽ là dòng pin nhá. Đấy, có sẵn pin rồi, rất là tiện, các bác không cần phải lắp pin thường nữa. Cốc tự khuấy này giá của nó sẽ là 90k cho một con cốc tự khuấy như này nhá. Có kèm cho các bác một cáp sạc luôn, kèm một cái cáp sạc như này. Đấy, con này thì nó sẽ là có cáp sạc này, vì các cắm sạc vào đây cho em đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một viên nam châm từ trường như này. Các bác chỉ cần bật là nó chạy thôi. Đấy, bật này nó chạy các bác, rất là tiện luôn. Và cái viên pin này thì các bác có thể tháo ra được để mình rửa ráy vệ sinh được nhá. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái viên nam châm từ trường như này. Nó gọi là nam châm từ trường nhá. Bỏ vào là bắt buộc nó sẽ hút vào giữa này. Bỏ vào nó hút vào giữa như này. Và bật này nó sẽ quay này. Đấy, các bác cho nước vào mình có thể sử dụng để mình pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha thập cẩm ngũ vị, pha các loại pha vào đây nhá. Các bác cứ cho vào là nó nguấy thôi. Rất là tiện, không cần phải dùng cốc chén gì cả. Các bác có đập như này nó cũng không rơi. Đấy, đập mạnh này nó cũng không rơi, chỉ có lấy tay gión ra nó mới rơi thôi, do nó mới bật ra thôi. Đấy. Và cái nắp này có gioăng nha, các bác dốc ngược thoải mái nhá. Đấy, rất là ngon lành luôn. Một cái con cốc cực kỳ đẹp, bên trong thì bằng inox 304, bên ngoài bằng nhựa chống nóng nhá, có khả năng giữ nhiệt cho các bác luôn. Giữ nhiệt rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là một cái con cốc như này, giá của nó sẽ là 90k nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn các bác lên mã giúp cho em đó là đèn bắt muỗi đen nhá. Đấy. Minh đèn bắt muỗi đen nhá của anh Tiến. Lên mã giúp cho em là đèn bắt muỗi đen này. Đó. Đây, đèn bắt muỗi màu đen như này. Lô này em về thì dòng anh dây điện. Lô này nó sẽ là lô to nhá, lô to cho nên là giá của nó thì nó sẽ là giá của nó sẽ là 85.000 nhé, 85.000, cái lô nhỏ là 75.000 thì em hết hàng rồi. Lô này nó sẽ lại là lô máy to. Máy to thì nó sẽ đắt hơn một chút nhé. Con này cắm trực tiếp điện 220 luôn. Lấy cho anh con dao. Cắm trực tiếp điện 220 luôn nhé. Và đây thì sẽ là cái phần để các cái đít này. Đấy. Và con này thì nó, dòng này của nó thì khi mà con muỗi nó bay vào nó sẽ bị chập điện này các bạn này. Đấy, chập điện này các bạn này. Đấy, có theo. Đây, vánh cành tạch các bạn. Đấy. Là khi con muỗi nó bay vào nó sẽ bị chập điện như này, nó rất là đơn giản vậy thôi nhá. Cơ chế của nó sẽ là giống như cái vật muỗi các bạn, giống như cái vật muỗi ấy. Con này thì công suất của nó có 3W thôi. Các bác có thể treo lên các cái vị trí này. Ví dụ như là các bác có thể mua để bắt côn trùng cho gia súc cũng được này, bắt muỗi cho gia súc này, hoặc là dùng trực tiếp ở nhà mình, ví dụ như là để trong các khu vực như là gầm cầu thang hoặc gầm giường hoặc là các khu vực nào nhiều muỗi các bác treo lên hoặc để trực tiếp dưới đất cho em, cắm trực tiếp điện 220. Còn muỗi nó bị thu hút bởi cái ánh đèn màu xanh hồng ngoại như này và nó sẽ bay vào nhá, bay vào là nó sẽ bị chết luôn. Đó, nó sẽ bị chập điện và bị chết. Rất tiện ích nhá, và công suất của nó chỉ có 3W thôi, không hề tốn điện. Các bác có thể sử dụng lâu dài được. Ngoài ra thì các bác có thể dùng làm đèn ngủ được luôn, rất là tiện. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen nhá. Đấy. Đèn bắt muỗi này, đó. Các bác lên đúng tên cho em tại vì bên shop rất nhiều mã liên quan đến muỗi nhá, đèn bắt muỗi đen. Giá thì chỉ có cho các bác là đợt này thì giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con đèn bắt muỗi đen này. Lô này lô hàng to, còn cái hàng nhỏ 75.000 em hết rồi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sáp ô tô nhá, sáp ô tô. Cái này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một cái dòng sáp siêu thơm luôn. Giá thì sẽ là 40 cành cho một cái sáp như này. Bên shop có hai màu, một cái màu xanh và một cái màu cam như này, một cái màu xanh màu cam như này. Đó. Con này thì các bác dùng để trong nhà tắm, nhà ăn, phòng tắm, phòng khách, nhà ăn, nhà vệ sinh, toilet, tất cả các nơi đều được. Về nhà các bác giật cái tem này ra cho em. Giật cái niêm phong này ra, sau đó đậy cái nắp này lại này.
Đấy, và các bác để mùi thơm của nó thì rất là dịu nhẹ dễ chịu nhá. Và nó sẽ là một cái dạng lon như này, rất là to luôn, nó to như là lon nước cam ấy các bạn. Đấy, rất là tiện ích nhá. Thì về nhà các bác có thể để vào các vị trí đều ok hết. Đấy. Và mùi của nó thì rất là thơm, rất là dễ chịu. Lên cho em là Sáp ô tô nhá, Sáp ô tô. Giá shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k cho một lọ Sáp ô tô như này. 40.000 cho một lọ Sáp ô tô này nhá. Rồi ok. Vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật nhiều niềm vui. Đó, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt Hàn Quốc nhá, khăn rửa mặt Hàn Quốc. Con này thì kích thước của nó sẽ là 30 x 50, 30 x 50 các bác nhá, 30 x 50. Chất liệu của nó là 100% là sợi bông tự nhiên, một mặt là bông mịn và một mặt là bông thô nhá. Đó, nó sẽ có hai mặt như này, một mặt bông mịn, mặt bông thô. Kích thước của nó sẽ là 30 x 50. Con này các bác chuyên dùng để rửa mặt này. Ngoài ra thì các bác có thể dùng vào đa di năng các việc như là lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa. Đấy, còn chức năng chính của nó sẽ là rửa mặt. Còn các bác mua nhiều về thì mình muốn dùng vào đâu thì dùng. Đấy, bên em bán thì sẽ là 20.000 cho ba cái nhá. Đấy, bây giờ các bác ra cửa hàng mua một khăn mặt thường thì cũng đã phải mất 20.000 rồi, mà đây của nó là 20.000 ba chiếc. Đấy, 20k này trên 3 cái nhá. Đấy, 20.000 trên 3 cái. Còn các bác mua cả chục như này thì bên em bán combo cả một bịch như này là 10 cái là 60.000. 10 cái 60.000, tính ra vào 6.000 một chiếc. Đấy, mua về thì các bác để dùng cả năm luôn. Đấy, ví dụ như là 2 3 tháng các bác thay một lần cho em. Đó, 60k này, 60k trên một bịch 10 cái nhá. Đấy, 60.000 trên bịch 10 cái. Còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba chiếc, là bên em bán từ 20.000, bán từ 3 chiếc trở lên. Mã tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác một con siêu phẩm, đó là con AK. Đấy, các bác lên cho em là AK47 nhá. Đấy. Lên mã cho em là AK47. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Hả? 180.000 cho một con AK47 như này nhá. Dao này nó sẽ là dao của Mỹ này, USA nhá, USA. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là AK47 nhá. Về nhà các bác đẩy cái lẫy này cho em thì mới mở được này. Đây, nó có cái lẫy này. Các bác đẩy cái lẫy này thì mới mở được này. Rất là tiện luôn. Lên mã cho em là AK47 nhá. Khi mà mở ra thì chiều dài của nó vào khoảng là gần 40cm. Đó, còn khi gấp gọn vào thì nó sẽ vào khoảng là 20cm. Con này thì chuyên để lắp vào cái báng súng đấy. Đấy, thì nó sẽ là dòng dao siêu tầm. Đấy, AK47 các bạn này, AK47. Đây, CCCP, hàng của Mỹ nhá, USA nhá. Đó, con này rất là đẹp luôn. Con này thì hàng này nó sẽ là hàng siêu bén luôn chứ không phải hàng thường đâu nhá. Hàng này nó rất là bén luôn. Để em thử test cắt giấy cho bác xem. Đó, các bác thấy không? Tức là mình dao thì nó rất là dày nhưng mà nó cũng lại là siêu bén luôn các nhá. Đấy, các bác thấy không? Rất là bén này. Dao thì mình rất là dày. Đây, rất là bén luôn các nhá. Đó, rất bén luôn. Mình dao thì rất là dày các bác nhá. Đấy, mình dao thì rất là dày luôn nhưng lại rất là bén các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đó, giá rất hợp lý. Một con AK47 như này giá chỉ có 180.000 thôi. Con này thì các bác có thể mua để siêu tầm này hoặc là mình dùng để làm các công việc đều ok hết nhá. Đấy, làm các công việc đều ok hết đây. Đấy, đây các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác thấy không? Đây. Dao rất là bén luôn. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Thường là nếu mà dao mình dày như này mà được độ bén như này là không phải đơn giản đâu. Đó, mình của dao nó rất là dày các bác này. Đấy, nó phải khoảng hơn 1 ly nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chắc chắn này, nguyên khung xương như này, ốp rất đẹp luôn. Đó, gấp vào, đó rất là gọn. Lên cho em là AK47 nhá, có bao quân độ như này. Có bao quân độ, có đai như này, các bác có thể dùng để dắt vào thắt lưng này hoặc là cho vào các cái chỗ khác đều được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là AK47, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Đấy. Các bác lên cho em là AK47 này, đó. Lên mã giúp cho em là AK47, giá sẽ là 180k nhá. AK47 180k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo tỉa này. Con này thì nó sẽ là kéo tỉa 24 nhá. Chiều dài của nó là 24cm, hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Đó. Cầm cho anh cả cái kéo đúc ở đây luôn. Đó, nó sẽ là kéo tỉa nhá. Con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây, đây con này. Đấy. Đây, đấy, rất là ngon luôn. Cắt tỉa cực kỳ là ngon. Đấy, con này thì chiều dài của nó sẽ là 24cm. 24cm kéo đúc. Đấy, chiều dài của nó sẽ là 24cm nhá. Đấy. Không kéo đúc. Cầm cả 20 ra đây. Đấy, cả 20 cả kéo đúc. Đấy, đúc đen nhá. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Con này bao nhiêu? Con đấy 50.000. 50 à? Còn con này. Con đấy 25. Bao nhiêu tiền? Các bác lên cho em là kéo tỉa 24 nhá. Đấy, kéo tỉa này. 24, nó dài 24cm nên là kéo tỉa 24, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một em kéo tỉa 24 như này, hàng của Nhật, made in Japan nhá. Tiếp theo thì bên em có về một cái con cũng hàng của Nhật luôn. Đó. Con này thì nó sẽ là 20cm.
thì các bác lên cho em là kéo tỉa 20 nhá, kéo tỉa 20. Đó, nó dài 20 cm. Cán của con này thì nó sẽ là cán bằng nhựa, còn con này thì nó sẽ là cán bằng sắt như này, bằng thép như này. Đó, cũng hàng nội địa của Nhật. Con này thì giá của nó sẽ là 45k nhá. Lên cho em là kéo tỉa, lên cho em là kéo tỉa 20 nhá, kéo tỉa 20. Đó, kéo tỉa 20 giá của nó sẽ là, kéo tỉa 20 này, giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho một con kéo tỉa 20 như này. Đó, giá của nó sẽ là 45.000, giá siêu tốt cho bác luôn. Đây. Con này thì giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho con kéo tỉa 20 như này. Còn con này thì các bác lên cho em là kéo tỉa 24. Đấy, kéo tỉa 24 giá của nó sẽ là 60k. Đấy, đây, hai con nó như này con này. Đấy, nó sẽ như này. Đấy, nó sẽ lệch nhau một chút như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành đúc nhá. Kéo cắt cành đúc, con này thì hàng đúc liền thân luôn. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đây, made in Japan các bác nhá. Đó. Made in Japan luôn. Cắt cực kỳ là ngon, lò xo chữ V. Cái lò xo này rất là dễ chế. Về nhà các bác chỉ có gấp cái thép vào là xong, là chế được luôn. Con này thì chuyên để cắt cành, cắt cây thì cực kỳ là ngon luôn các bác. Đấy, rất là bén luôn nhá, rất bén luôn. Đây, cắt giấy mà còn cắt được như này thì các bác biết rồi. Đây, một cái giấy mỏng như này mà nó còn cắt được như này thì những cái kéo cành, những cái cành to thì nó cắt quá đơn giản quá nhá. Đấy, giấy mỏng này còn cắt được này. Để em test thử xem cái giấy bóng này xem như nào nhá. Đó, test thử cái giấy bóng này. Đấy, rất là ngon luôn các bác nhá. Đấy, đây. Rất là ngon luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là kéo cành đúc nhá. Giá của nó sẽ là 100 mấy mình nhỉ? 100 mấy nhỉ? 130. Lên cho em là kéo cành đúc nhá. Đó, kéo cành đúc này. Kéo cành đúc đen nhá. Giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k cho con kéo cành đúc đen như này. Đấy. Kéo cành đúc liền thân như này màu đen, hàng bãi Nhật nhá. Made in Japan. Giá của nó sẽ là 130.000 cho con kéo cành đúc đen như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm rất là hay, đó là cái đồng hồ các bác nhá. Đấy, đồng hồ các bác lên mã giúp cho em đó là, đó là đồng hồ kìm nhá, đồng hồ kìm. Đó, đồng hồ kìm vạn năng. Đấy, đồng hồ kìm vạn năng thì đây nó sẽ là một con đồng hồ đo như này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, rất là tốt luôn các bác nhá. Đó, thì đây nó sẽ có các chức năng là nó sẽ kèm cho các bác là hai cái đầu đo như này, hai đầu đo như này này, kèm thêm cho các bác là một viên pin này, một viên pin này. Đấy, con này thì đo ôm, đo vôn, đo watt, rồi đo các kiểu con là điểu luôn, ACA này, rồi nói chung là các kiểu con là điểu luôn. Hỏi giá cái này, giá thì bên shop đang hỏi giá, hỏi giá. Đấy, con này thì đồng hồ kìm đa năng, các bác lên cho em là đồng hồ kìm đa năng nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Kabushi này, hàng Kabushi, hàng rất đẹp cao cấp, màn hình LED nhá, màn hình LED. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là đồng hồ kìm đa năng, giá của nó sẽ là 230 cành và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đó, lên cho em là đồng hồ này. Đấy, đồng hồ kìm nhá. Lên cho em là đồng hồ kìm vạn năng. Đó, đồng hồ kìm vạn năng, giá của nó sẽ là 230 cành và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đơn hàng từ trên 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đó, trên 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác là sản phẩm, đó là cái con máy xay khô nhá. Máy xay khô, đây các bác này, đây một cái con máy xay khô cực kỳ chất lượng các bác này. Đấy, đây em sẽ cắm điện trực tiếp, điện 220 cho các bác xem này. Đấy, xay rất là mạnh luôn các nhá. Đấy, máy chạy rất là mạnh và khỏe luôn các nhá. Đấy, đây em đang xay bột nhá, xay bột đi các bác này. Đấy, gạo em cho vào mà nó ra nghiền ra thành bột như này các bác này. Đấy, gạo cho vào mà nghiền ra thành bột như này. Đấy, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn nhá, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Gạo chỉ cho vào, chỉ xay có tí là ra bột luôn. Lưu ý các bác lắp thì cái nắp này là nó sẽ là cái nắp điều khiển này, các bác nhấn vào cho em này. Đấy, các bác thấy không, máy chạy rất là khỏe luôn nhá. Lưu ý các bác khi xay thì nhấn nhá cho em nhá, tại vì cái dòng này của nó sẽ là mình đừng nên là dùng ép. Đấy, mình cứ nhấn nhá này cho em này. Đấy, nhấn bỏ này, nhấn bỏ này. Đó, nhấn bỏ này. Đó. Thì con này dùng nó rất là tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Hàng sử dụng điện 220V, giá chỉ có 120 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình xay cà phê, rồi xay các cái loại hạt ngũ cốc đều ok hết nhá. Đây, công suất của nó sẽ là 250W này, điện 220V, dòng 50Hz. Đấy, đây. Các bác có thể dùng để xay các cái loại hạt ngũ cốc đều ok hết nhá. Lên cho em là máy xay khô, giá sẽ là 120 cành, không thể tin nổi luôn, giá rất tốt cho bác luôn. Máy xay khô nhá. Cái này chỉ chuyên để xay khô thôi, không xay nước đâu nhá. 120k. Đấy, con này chỉ chuyên để xay khô thôi, công suất của nó đây. Đấy, công suất của nó sẽ là
250W này, điện 220 50Hz. Đó. Hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy các bác nhá. Đó. Thân của nó bằng inox, hàng của Nhật này. Đấy, hàng của Nhật đây. Rất chất lượng cho bác luôn. Con này thì cái dung tích của nó chắc là vào khoảng là 700ml nhá, 700ml. Lên mã cho em là máy xay khô nhá. Mã sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng nhá. Dòng này thì nó sẽ là bàn chải đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy, giá thì rất là tốt cho bác luôn. Giá rất tốt cho bác luôn, bên shop bao giá tốt trên thị trường cho bác luôn nhá. Một hộp này của nó là 30 chiếc này. Hộp 30 chiếc đủ màu nhá. 30 chiếc đủ màu cho bác luôn. Xanh, đỏ, tím, vàng, đen, trắng đều đầy đủ màu cho các bác luôn. Tha hồ các bác sử dụng, xanh, đỏ, tím, vàng, đen, trắng đầy đủ hết nhá. Đấy. Và giá thì bên shop sẽ bán theo combo nhá, theo combo. Đấy. À, bán theo combo các bác nhá. Đấy. Các bác mua thì số lượng của nó sẽ là 4 cái là 20.000 nhá. Đấy. Bán theo combo chứ bên em không bán một cái nhá. Đấy, tại vì là nó quá là rẻ rồi. Con này thì hàng của Hàn Quốc này, Korea nhá. Korea, hàng của Hàn Quốc. Trong các siêu thị nó đang bán là 36.000 đây này, trong các siêu thị đấy. Nhưng bên em thanh lý được giá cực kỳ là tốt luôn. Được làm từ than tre hoạt tính nhá, cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy, bền bỉ chắc chắn, dẻo dai các nhá. Và đánh răng thì cực kỳ là tốt luôn. Chống viêm níu với lợi đau lợi chảy máu chân răng nhá. Giá thì sẽ là combo như sau. Mua một hộp này là 30 chiếc này, hộp 30 cái nhá. Hộp 30 cái thì sẽ là 110k nhá. Đấy, còn bác nào lấy 10 cái thì giá của nó sẽ là 40k thôi. 40k cho 10 cái. Còn các bạn nào lấy từ bên em bán lẻ thì từ 4 cái trở lên. 4 cái là bằng 20k nhá. 4 cái là bằng 20.000. Đó, 4 cái là 20k. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải đánh răng Hàn Quốc nhá. Bàn chải đánh răng Hàn Quốc. 4 cái 20.000, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó. Và tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng thuốc bôi trĩ nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Dictami các bạn này, Dictami. Đấy, Dictami nhá. Đó. Hàng cực kỳ cao cấp luôn. Con này thì chuyên để bôi trĩ nhá. Đấy, tức là làm co bôi trĩ các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có một cái đầu vòi như này. Đầu vòi này về nhà các bác lắp ở đây cho em để các bác bôi này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Thì con này chuyên trĩ nội trĩ ngoại rồi các bác bị co bôi trĩ xa bôi trĩ rồi về các cái bệnh về trĩ là bôi đều khỏi hết nhá. Đấy, các bác cứ bôi cho em một liệu trình là từ 3 đến 5 lọ. Từ 3 đến 5 lọ là sẽ khỏi và đỡ luôn các bác nhá. Đấy, đỡ và khỏi luôn. Đấy, lên cho em là thuốc trĩ nhá. Giá của nó chỉ có 30k thôi. Đấy, lên cho em là thuốc trĩ này. Đó. Thuốc trĩ, trĩ nội trĩ ngoại đều khỏi hết nhá. Giá của nó sẽ là 30k. Trĩ nội trĩ ngoại co bối trĩ rồi xa trĩ các kiểu con là điều luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp đây. Đấy. Chữ nghĩa hướng dẫn sử dụng các bác này. Đấy, hàng gia truyền nhá, hàng gia truyền các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Con này thì một lọ của nó sẽ là 20g, 20g cho một lọ như này. Đấy, lên cho em là thuốc trĩ nhá. Thuốc trĩ giá của nó sẽ là 30k cho một lọ như này. 30k cho một lọ như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho nó bác cái sản phẩm đó là cái sạc nhanh iPhone nhá. Sạc nhanh iPhone. Đây, hàng của iPhone cực kỳ là cao cấp luôn. iPhone. Đấy, quả táo các bác này. Đấy. Thì một đốc sạc như này kèm cho các bác là một cáp dây nhá. Hàng của iPhone chính hãng nhá. iPhone 14 Pro Max này. iPhone 14 Pro Max. Đó, và đây nó sẽ là cái cáp của nó đây và cái củ của nó này. iPhone các bác này. Đó, logo của iPhone đây. Con này thì giá rất là hợp lý cho bác luôn. Đấy, mẹ một con đốc sạc khủng bố như này. Đấy, xin lỗi các bác. Một con đốc sạc khủng bố như này kèm thêm cho các bác là một cáp dây cực kỳ xịn sò luôn. Nguyên cái khâu đóng gói của nó đã chuẩn chỉ hàng chính hãng của iPhone rồi. Hàng chính hãng của iPhone như này nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây. iPhone Apple quả táo này, iPhone 14 Pro Max này. Lên cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Đó, sạc nhanh iPhone. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k cho một con sạc nhanh iPhone như này. Đấy, không thể tin nổi luôn nhá, không thể tin nổi luôn. Đấy, 60.000 cho con sạc nhanh iPhone này. Ngoài ra thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái cũng là dòng của iPhone 14 Pro Max. Công suất của nó là 20W nhá và nó sẽ có 4 chân sạc như này. Đấy thì cái này các bác lên cho em là củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Thì cái này nó chỉ có củ thôi, nó không có dây. Nó sẽ là một con củ như này. Đấy, hàng của iPhone 14 Pro Max này. Đấy, iPhone 14 Pro Max. Đó, nó sẽ có hai cổng USB và hai cổng Type-C. Đó. Đây, hàng của iPhone 14 Pro Max đây, rất tuyệt vời luôn, là sạc nhanh luôn nhá. Đấy, cũng đóng gói cực kỳ xịn sò luôn, dây của nó dài khoảng trên 1 mét nhá. Dây dài khoảng trên 1 mét như này. Đấy, và nó sẽ có hai cổng của USB này, đấy và hai cổng của Type-C. Đấy thì cái này các bác lên cho em là củ sạc đa năng nhá. Đấy, của iPhone 14 Pro Max này, lên đúng tên cho em tí các bác nhá. Củ sạc đa năng. Đó. Củ sạc đa năng, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là giá của nó sẽ là 80k cho một con củ sạc đa năng như này nhá, 80.000. Đó. Rồi, ok.
sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là con này, các bác lên mã giúp cho em là khoan mini nhá. Đó, khoan mini, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180k nhá, 180k cho mã khoan mini như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một tay khoan này. Đấy, một tay khoan. Bao gồm cho các bác là combo là sẽ là 30 đầu vít này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 30 đầu vít ngắn này, 30 đầu vít ngắn này. Đó, đây là sẽ là các cái đầu vít ngắn này. Ok chưa? 30 đầu vít ngắn này. Tiếp theo là đến nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6. Đây. Nó sẽ có 6 7 cái đầu vít như này. Đấy. Một cái tay nối này, 1 2 3 4 5 6, 6 đầu vít, một tay nối này, một tay nối dài này và các cái đầu khẩu đây, các đầu khẩu cơ bản như này. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là rẻ luôn, chỉ 180.000 thôi. Đây em sẽ test sản phẩm cho bác xem luôn. Đây lắp đầu vít vào nhá, lắp đầu vít vào này. Đấy, máy chạy ok nhá. Đây. Máy chạy rất là khỏe luôn. Có đảo chiều các bác nhá. Các bác ấn này là sẽ có đảo chiều này. Có đảo ra đảo vào cho bác luôn. Đó, đây. Thì em sẽ test sản phẩm cho bác xem luôn nhá. Đây. Đấy, em test con ốc này. Đấy, đây là xoáy vào này. Đấy. Xoáy ra con này, xoáy ra rất là ngon nhá. Xoáy ra rất ngon luôn. Đó, đây. Xoáy ra nhá các bác này. Đây. Đấy, xoáy ra rất khỏe luôn nhá, rất khỏe luôn. Đấy, đây em sẽ đảo chiều xoáy vào cho bác xem này. Đây. Đấy. Đấy các bác thấy không? Rất khỏe luôn các bác nhá. Đấy. Rất khỏe luôn. Đấy, nó văng rất mạnh nhá, văng rất mạnh luôn các bác nhá. Đó. Các bác dùng cẩn thận không lại bị chảy ốc nhá. Đấy. Rất khỏe luôn. Đây. Đấy. Nó sẽ có một cái tay nối dài này để các bác đưa vào các cái vị trí ngoắt nghéo nó khó làm này các bác này. Đấy, đưa vào đây cho em. Đó, quay này. Các bác thấy không? Rất ngon luôn. Đó. Tay nối dài này, hoặc là nó sẽ có thêm cho các bác là một cái tay nối dài này nữa này, một cái tay nối dài này nữa. Đây. Đấy, để nối dài này các bác này. Đó, tay nối dài nữa này. Đấy, và rất nhiều các cái chi tiết nữa nhá, rất nhiều chi tiết luôn. Đấy, có cả đầu khẩu nhá, có cả tay nối khẩu này. Cái này để các bác lắp khẩu cũng được này. Đây. Đây lắp khẩu đây cho em này. Đấy, tay nối đầu khẩu đây. Đấy, nối đầu khẩu này. Đấy, con này các bác lắp các cái đầu khẩu này cũng ok nhá. Nó sẽ có cho các bác một con tay nối khẩu, nối khẩu khẩu thì các bác dùng trực tiếp vào đây. Đấy. Nó sẽ có một con tay nối khẩu nữa. Thì về các bác lắp vào cho em là xong. Đó, các cái đầu khẩu đây các bác này. Đấy. Khẩu của nó thì nó sẽ là từ 4 đến 14 nhá. Đấy. Khẩu của nó sẽ là từ 4 đến 14 này, các cái đầu khẩu như này. Đó, rất là ngon lành luôn. Thì ở đây nó sẽ có các cái tay nối khẩu cho các bác luôn. Ở đây hết luôn nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác giá chỉ có 180.000 thôi. Lên mã giúp cho em là khoan mini nhá, khoan mini. Đấy, rất là tiện luôn, rất nhiều chi tiết, có kèm cáp sạc như này. Và một con máy rất là khỏe luôn, có đèn luôn nhá, có đảo chiều nhá. Đấy, có đảo chiều. Đây, đấy, có cả cái flush này không biết là cái gì đây. Đấy, cái flush này là cái gì đây các bác này? Đấy. Đấy, cái flush này là nhấp này các bác này. Thì về các bác sử dụng thôi. Giá thì rất hợp lý cho bác nhá. Chỉ có 180.000 cho cái bộ khoan mini này thôi. Rất đẹp, rất tiện dụng luôn và giá rất hợp lý, rất hạt rẻ cho bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là khoan mini nhá. Giá của nó sẽ là 180k. Đấy. Lên mã cho em là khoan mini. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Các bác lên cho em là phao nước. Con này thì nó sẽ là một cái dạng phao cơ. Có đầy đủ cho bác này, băng keo này và một cái phao này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái dạng là một cái nam châm nhá, nam châm hít. Đấy, khi mà nước nó đẩy lên thì cái nam châm này nó sẽ tự nó hít lên. Đó. Xem nào chị. Đây là đi gần trăm. Đấy. Cái này thì các bác lên cho em là phao nước nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k cho một con phao nước như này. Rất là tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em là phao nước nhá. Đó. Phao nước này. Giá của nó sẽ là 70k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây nha các bác lắp vào như này. Đấy, khi mà cái nước nó tràn lên nha, nước nó tràn lên thì nó sẽ tự ngắt nhá. Đó, đấy nó sẽ tự ngắt luôn các bác. Mình múc ra thì nó lại chảy nhá, múc ra nó lại chảy. Đấy, phao nước thông minh chống tràn nhá. Đấy, thấy không? Rất tiện luôn. Đó, mình múc ra nó sẽ chảy và nước nó dình lên thì nó lại tự ngắt nhá. Nước dình lên lại tự ngắt, rất là ngon luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác có giá rất hợp lý nhá. Đó. Đó, thấy không? Đó. Giá chỉ có 70k và con này thì siêu tiện dụng luôn các bác nhá. Đấy, siêu tiện dụng luôn và giá rất hợp lý cho các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao móc khóa nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là dao móc khóa. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k cho một con dao móc khóa như này nhá. Đây lên cho em là dao móc khóa này. Đấy. Đây lên cho em là dao móc khóa rất đẹp luôn con này. Đấy. Một con dao móc khóa như này rất là đẹp luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Hàng rất là bén luôn các bạn. Đây. Hàng rất là bén đấy các bác nhỉ. Đấy. Đấy, hàng rất là bén luôn các nhá. Đó.
Đấy, rất là bén nhá. Đấy. Đấy, rất là bén luôn các bác nhá. Đó, rất là bén luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k cho con dao móc khóa như này. Con này thì cái chiều dài của nó vào khoảng là một ngón tay như này các bác này. Và cũng to bằng một ngón tay luôn. Đấy. Chiều dài bằng một ngón tay và to cũng chỉ bằng một ngón tay như này thôi. Đó, và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái móc khóa như này nhá. Một cái móc khóa như này. Đó, rất là tiện dụng luôn. Đây. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái chi tiết như này, rất là gọn nhẹ. Đấy, các bác có thể dùng để chiết cây ghép cành này, hoặc là dùng để mình mang đi treo vào móc khóa, mình dùng để khi mà cái này các bác lên cho em là dao móc khóa nhá. Đó, dao móc khóa, giá của nó sẽ là 50k nhá. Đó, giá của nó sẽ là 50k cho một con dao móc khóa như này, rất tiện dụng và đẹp, hàng bằng thép không gỉ, sáng bóng rất đẹp luôn. Lên cho là dao móc khóa, giá sẽ là 50k đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái vòng trầm các bác nhá. Đấy, vòng trầm điều hòa huyết áp rất là tốt luôn. Đấy, nó sẽ là một con vòng trầm gỗ như này. Hàng này thì nó sẽ là được nhập khẩu bởi công ty trầm hương cao cấp Tống Gia đó. Con này thì giá bên Nhật nó đang bán là 1.800.000 nhá, 1.800.000 đó. Đây là giá bên Nhật nhá. Đấy, còn cái hàng này thì thanh lý được cho các bác cái giá rất là tốt luôn, 1.800.000 cho một cái con vòng trầm như này đó. Hàng cao cấp nhập từ bên Nhật về nhá. Đấy, gỗ của nó sẽ là gỗ trầm hương cực kỳ cao cấp luôn. Đây, đựng trong cái hộp cực kỳ xịn sò như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng, làm quà cho bố mẹ, cho người thân gia đình nhà mình cũng rất là tốt. Đấy, của nó thì nó sẽ có 108 hạt và kèm thêm cho các bác là một cái đài sen rất là đẹp như này, và các bác có thể dùng để đeo cổ này, đeo cổ, đeo tay, hoặc là các bác dùng để đeo vòng tay này hoặc vòng cổ, trang trí vừa đẹp, và gỗ của nó thì rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ, và các bác có thể dùng để trang trí nhá. Lên mã giúp cho em là vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp này, vòng trầm gỗ đó, vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k thôi, giá cực sốc cho bác luôn, 50k nhá. Mà bên đấy nó đang bán là 1.800.000 đấy các bạn. Đấy, 1.800.000. Tính ra tiền Việt là 1.800.000 các bác này. Đấy, vòng trầm cao cấp Tống Gia. Có mã tem, mã cốt, mã vạch đàng hoàng, rất uy tín các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái sen cao su nhá, bao gồm cho các bác là một sen một dây như này. Giá thì sẽ là 130.000, lên cho em là sen cao su này. Giá sẽ là 130k nhá, 130k cho một chiếc sen cao su như này. Nguyên cái dây này của nó sẽ là dây inox và dài là khoảng 1m2 đến 1m5 nhá. Dài 1m2, 1m5, dây này dài 1m5 luôn. Các bác yên tâm sử dụng, dài 1m5 này. Có hết giòn giếc đàng hoàng rồi, về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Có giòn giếc đàng hoàng cho các bác luôn. Đấy, thì em sẽ kết nối vào cho các bác xem. Nó sẽ là một con sen bằng nhựa như này. Con này thì nó sẽ là bằng nhựa nguyên sinh, cho nên là các bác dùng thoải mái, nước nóng nước lạnh thoải mái cho bác luôn. Nước nóng nước lạnh thoải mái, kết nối và rất là ngon. Đấy, đầu dây dài này, đầu dây của nó rất là dài luôn, dây 1m5 cả vòi nữa, vào khoảng 1m7, 1m8 tha hồ sử dụng. Ở đây thì ưu điểm của cái con này là nó sẽ có một cái đầu cao su như này, để các bác dùng khi tắm thì mình kỳ cọ luôn. Sẽ có 4 chế độ nước các bác nhá. Đấy, 1 2 3 4 chế độ nước này, và đóng ngắt trên tay nhá. Đấy, có đóng ngắt trên tay này các bác, đóng ngắt trên tay như này, và các bác có thể điều chỉnh to nhỏ nước ở đây nữa, rất là tiện và rất là đẹp. Ưu điểm của con này là các bác có thể mình dùng để mình vệ sinh được luôn, tức là các bác có thể kỳ như này luôn. Đấy, lúc nào các bác có thể vừa xả nước vừa kỳ, hoặc là mình tắt nước đi mình kỳ cũng được. Đó. Lên mã giúp cho em là sen cao su nhá. Nó có đầu cao su nên lên là sen cao su. Giá sẽ là 130k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Sen cao su. Đây các bác này, đấy, thì các bác vừa xả nước vừa kỳ được luôn, hoặc là mình có thể tắt nước đi. Và nó rất là nhiều chế độ, áp lực nước của nó cũng khá là tốt luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy, rất nhiều chế độ nhá, áp lực nước rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để mình xịt rửa này. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Đấy, thấy không? Để mình tắm mình kỳ. Đấy, và các bác có thể điều chỉnh các chế độ nước. Nước của nó xả áp lực nước rất là tốt. Giá thì rất hợp lý, chỉ 130.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn wifi nhá. Lên mã cho em là đèn wifi. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một đèn một cáp sạc như này. Đấy, con này thì ưu điểm của nó sẽ là cái thân này của nó là bằng hợp kim nhôm nhá, hợp kim nhôm. Đấy, để điều chỉnh pha. Và đây thì nó sẽ có dây đeo siêu giãn luôn. Đấy, siêu giãn như này các bác dùng rất là tiện này. Đây là nguồn của nó này. Đó. Đấy, các bác có thể điều chỉnh pha đây nhá. Cái điểm rọi của nó khá là lớn luôn các bác này. Đấy, điểm rọi khá là lớn này các bác này. Đấy. Các bác nhìn này. Đấy, đèn rất là sáng luôn.
Và nó ưu điểm của con này thì nó sẽ có wifi tự tắt bật như này. Các bác gạt qua nó sáng này, gạt qua nó tắt này, gạt qua nó sáng này. Đấy thì ví dụ các bác làm nghề này hoặc tay chân mình bị bẩn, mình không muốn động lên để tắt. Đấy nhưng mà mình vẫn muốn dùng thì mình chỉ cần gạt qua này cho em là xong. Đó, nó rất là tiện ích nhá, rất tiện ích luôn. Đấy, rất ưu điểm của nó rất là tiện ích như vậy. Và con này của nó thì nó cũng khá là sáng các bác nhá, khá là sáng luôn. Đây, để em dọi cho các bác xem này. Đấy, ban ngày mà các bác còn thấy cái điểm sáng của nó như này là các bác biết rồi, rất là sáng luôn nhá. Đó. Giá thì rất là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là đèn wifi nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 cho con đèn wifi này thôi. Đó, lên mã giúp cho em là đèn wifi nhá. Đèn wifi giá của nó sẽ là 130k cho em đèn wifi này. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái máy trà bếp, giá của nó sẽ là 100k nhá. Máy trà bếp này, giá thì sẽ là 100k cho một con máy trà bếp như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy có sẵn kèm pin rồi và các cái đầu kết nối này. Đấy, một thân máy này, các cái đầu bông để các bác vệ sinh này, một cái đai để các bác có thể là bắt lên tường này. Đấy, rồi dây sạc này và một thân máy đây. Máy chạy cực kỳ khỏe và êm ái luôn. Đó. Con này thì các bác có thể dùng để trà bếp này, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc là đánh dọn rửa xe, rửa cộ. Máy nó chạy rất là khỏe quá này. Đấy, chạy rất là khỏe như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý luôn. Đấy, một con máy trà bếp rất là tít như này. Đó. Và giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 tròn thôi. Đấy, 100.000 tròn. Lên mã giúp cho em là máy trà bếp nhé. Giá sẽ là 100k. Đó. 100.000 cho một con máy trà bếp như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Giá chỉ có 100 cành thôi. Đấy, các bác có thể dùng để đánh bếp này, rồi nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, kỳ cọ, chậu rửa, son, nồi, thảm, các kiểu con đà điểu được luôn nhá. Đấy, nó rất là tiện đây. Đấy, bộ sản phẩm thì nó sẽ các món như này. Các bác có thể đánh cọ thảm này. Đấy, rồi bếp này, rồi nói chung là con này rất là tiện, nó thay tay và nó rất là nhanh, sạch sẽ. Đấy, giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, nó sẽ là một con võng như này. Đấy, gấp thì rất là gọn luôn, nó chỉ bằng cái ống chân thôi, rất là gọn luôn. Kích thước của nó thì nó vào khoảng là 2 mét nhá, vào khoảng là 2 mét. Và nó sẽ có thêm cho các bác là hai cái đầu dây dù như này. Đấy, rất là xịn sò luôn các bạn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Có dây đeo rồi các bác nhá, có dây đeo như này. Đấy, một con võng cực kỳ chất lượng luôn. Đây, chất lượng của nó thì bằng vải dù nhá, vải dù và nó dệt 3D cho nên là nó rất là thoáng khí. Các bác nằm thì rất là êm nhưng mà nó lại rất là thoáng, không bị bí nhá. Thì nó sẽ có một cái dây dù rất là to như này. Các bác có thể treo lên cây này. Đấy, và treo lên cây hoặc là treo vào các cái vị trí nào phù hợp với cái công năng sử dụng của nhà mình thì mình sử dụng nhá. Đấy, con này ưu điểm của nó có thể gấp gọn được thì các bác có thể mang đi du lịch, đi chơi, bỏ lên trên xe, bỏ trong cốp xe. Cái chiều ngang của nó thì nó vào khoảng là 80 nhá, chiều ngang khoảng 80. Chiều rộng thì nó vào khoảng là một chiều dài thì nó vào khoảng là 1m8 đến 2m nhá, 1m8 đến 2m. Đó. Nó sẽ là bằng sợi dù như này, nằm thì cực kỳ là êm luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là võng dù quân đội Nhật nhá. Đó, võng dù này. Võng dù quân đội Nhật nhá. Quân đội Nhật giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một cái võng dù quân đội Nhật như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm Hàn Quốc nhá. Các bác lên cho em là ấm Hàn Quốc. Con này thì nó sẽ là một con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này. Đấy. Màu mè của nó cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Và ưu điểm của con này thì hàng chất lượng. Hàng thương hiệu Cúc Cu nhá, hàng thương hiệu Cúc Cu. Đó. Đây, Cúc Cu dung tích là 2,5 lít. Đấy, con này thì dung tích là 2,5 lít khá là to luôn. Bên trong thì bằng inox sáng bóng nhá, bên ngoài thì bọc nhựa chống nóng nhá. Đó. Dung tích của nó sẽ là 2,5 lít này, công suất của nó sẽ là 1500W, điện 220V. Đun thì siêu nhanh luôn, đun siêu nhanh luôn. Đấy. Đấy, các bác chỉ cần là cắm điện vào là xong, điện 220V. Và ưu điểm của con này thì hàng đun nhanh sôi, nóng nhanh. Và giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 130 cành thôi. 130 cành cho một cái con ấm siêu tốc Hàn như này. Đấy, giá sẽ là 130k. Đây em sẽ cắm thử điện cho các bác xem. Đấy. Cắm thử điện thì nó sẽ lên bật lên cắm thử điện thì nó sẽ lên màu xanh nhá. Đấy. Cắm thử điện thì nó sẽ lên màu xanh nhá, nó sẽ lên màu xanh ở đây. Đấy, nó sẽ báo điện ở đây. Đấy, lên mã giúp cho em là ấm siêu tốc Hàn nhá. Ấm siêu tốc Hàn, giá sẽ là 130k. Đó. Ấm siêu tốc Hàn, giá sẽ là 130k thôi. 130k cho con ấm như này. Đấy. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Rồi ok. Một số mã này bên shop thanh lý cho các bác nhá. Mã đầu tiên đó là bên shop còn mấy cái rổ rau thơm nữa các bác này. Đây. Những cái rổ rau thơm rất là đẹp luôn, mềm. Đấy, mềm.
Cái này các bác dùng thì không lo bị gãy, bị hỏng nhá. Đây, mềm các bác, rất là mềm luôn, bóp và thoải mái nhá. Đấy, thì bên shop còn 1, 2, 3, 4, 5 cái nữa, 5 cái nữa nhá. Bán thanh lý cho bác với giá đó là 10k một chiếc nhá, 10k một chiếc rổ rau thơm như này. Giá của nó sẽ là 10k nhá. Hàng thanh lý giá cực tốt cho bác luôn, 10.000 cho một chiếc rổ rau thơm như này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Dòng này các bác dùng thì chấm hết luôn. Đấy, rất là mềm con này, rất là mềm. Đó, các bác thấy không? Bên shop thanh lý cho bác giá là 10k một chiếc nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop còn một cái đôi lót giày các bác này. Đây, lót giày than tre các bác nhá, lót giày than tre. Con này thì con này trước đang bán bao nhiêu nhỉ? Cái lót giày này. Lót giày than tre nhá, con này trước em đang bán là 30.000, còn một đôi nữa thanh lý cho bác với giá là 20k nhá, 20k. Các bác lên cho em là lót giày than tre con này. Đấy, được làm từ than tre nhá, rất là tốt luôn, chống hôi chân, nấm mốc, rồi nói chung là mồ hôi chân các thứ. Lên cho em là lót giày than tre nhá. Đấy, lên cho em là lót giày được rồi. Lót giày giá của nó sẽ là 20k nhá. Còn một đôi nữa thanh lý nốt cho bác nhá. Đấy, 20k lót giày. Đó. Tiếp theo, đó là bên shop còn mấy cái cưa xích máy nữa nhá, cưa xích máy. Cái này thì nó sẽ có cả cưa cả lam xích như này nhá, cả cưa cả lam xích như này. Thì nó sẽ là một cái đầu lắp máy khoan như này này. Đấy, rồi lam này, rồi cưa này, rồi đầy đủ cho các bác luôn nhá. Có cả lam xích như này. Đấy. Thì con này thì bên shop còn 3 con nữa nhá, còn 3 cái nữa. Thanh lý nốt cho bác giá siêu tốt luôn. Đấy, con này em đang bán là 140.000 nhá. 140.000. Thanh lý nốt cho bác giá chỉ còn là 80k nhá, 80k. Đấy, giảm một nửa luôn, yêu cầu các bác là phải chuyển khoản hết nhá, chuyển khoản hết. Giá thanh lý yêu cầu là chuyển khoản hết nhá, 80.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop còn mấy cái van chia nước này nữa này. Đấy, còn hai cái van chia nước này nữa, đang bán cho các bác với giá đó là 50k. Còn hai cái nữa thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 40k nhá, 40k cho một con van chia nước như này, 40.000 các bác nhá. Đấy, lên trên là van chia nước giá sẽ là 40k các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, cái này em còn hai cái nữa thôi, thanh lý nốt cho các bác bằng inox 304 nhá, dây dẫn chắc chắn, chia ra làm hai đường nước rất tiện dụng luôn, 40k nhá. Tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái hộp kim chỉ các bác nhá, hộp kim chỉ đây. Đấy, con này thì bên em đang bán là 40.000, đợt này cũng thanh lý cho bác giá chỉ còn là 25.000 cho một hộp như này nhá, 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một vỉ kim này, một vỉ kim rất nhiều luôn nhá, rồi kim băng này, rồi kéo này, rồi ốc này, rồi cúc kiếc các kiểu này, và bao gồm cho các bác là có 5-7 quận chỉ như này nhá, các quận chỉ với các màu khác nhau. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k. Đợt này thanh lý cho bác giá tốt luôn, chỉ còn có 25.000 thôi, 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. Đấy, lên cho em là hộp kim chỉ nhá. Đó, các bác lên cho em là kim chỉ nhá. Đấy, kim chỉ, kim chỉ giá của nó sẽ là 25k. Đấy, em còn mấy hộp nữa thanh lý nốt, giá sẽ là 25.000, 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái khăn nén nữa nhá, khăn nén. Con này thì đang bán là 30k. Đấy, đợt này thì cũng xả thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 10k cho một chiếc khăn nén này thôi. Đấy, 10.000 cho khăn nén như này. Cái này thì các bác dùng như này, con này rất là đã luôn. Bình thường thì như này, nhưng khi các bác dở ra của nó, kích thước của nó sẽ là 70 x 1m4 nhá, và nó rất là khủng khiếp luôn, to khủng khiếp luôn. Giá thanh lý cho bác giá là 10k. Đó. Thì tuyệt đối không dùng khăn của khách sạn nha. Mà mấy cái da liễu này khỏi rồi một thời gian lại bị ra. Không rất được đâu, khổ lắm. Mọi người nên cẩn thận nhá. Thế nên giờ đi đâu chơi xa, tớ cũng mang theo cái khăn tắm nén này. Nhìn qua cứ tưởng nó là cục xà bông đúng không? Nhưng mà không, nó lại là khăn tắm. Tớ không hiểu sao người ta có thể lén một cái khăn tắm thành như thế này. Cái này rất hay nhá. Khi đổ một ít nước vào là nó sẽ bắt đầu lở ra. Từ một cục nhỏ nhỏ bây giờ nó lở ra như vậy này. Và khi dơ ra nó sẽ biến thành một cái khăn tắm. Kích thước nó to lắm ý, dài gần bằng cái người của tớ luôn rồi. Nó rất sạch vì chỉ mình chúng ta dùng thôi. Khăn bình thường thì nó rất to luôn. Đấy, rất là to lắm nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop còn một cái bộ quần áo mưa này nữa này. Đấy, quần áo mưa. Thì đây, cái này thì nó sẽ có cho các bác là cả quần cả áo luôn, cả quần cả áo luôn. Đấy, rất là đẹp như này các bác này. Đấy, bên shop thì đang bán cái bộ hàng mới cao cấp hơn, thì giá của nó sẽ là 195.000. Thì đây, cái này còn một bộ nữa, còn một bộ nữa các bác nhá. Cái này em còn một bộ nữa thì em cũng thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, một bộ như này, bao gồm là cả quần cả áo luôn nhá. Đấy, cả quần cả áo như này. Hàng cũng tương đối là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, một cả quần cáo như này, hàng rất chất lượng cho các bác nhá. Và giá thì sẽ là thanh lý cho các bác cái giá siêu tốt cho các bác luôn. Đây. Đấy, có mũ miếc các thứ đàng hoàng này, mũ quai kiếc các thứ đàng hoàng. Đó. Rất chất lượng luôn. Và giá thì
các bác lên cho em là bộ quần áo mưa nhá. Đấy. À, bộ áo mưa đen, còn một bộ duy nhất nhá, bộ áo mưa đen này. Bộ áo mưa đen nhá. Bộ áo mưa đen. Giá thì Thanh Lý cho bác với giá đó là, bộ này thì Thanh Lý cho bác với giá đó là 120k nhá, 120k, yêu cầu các bác là chuyển khoản hết nhá. Bên em không bao ship. Đấy, hàng Thanh Lý nên yêu cầu các bác là chuyển khoản hết, giá chỉ có 120.000 thôi. Đấy, hàng Thanh Lý hết thì các bác luôn, yêu cầu các bác chuyển khoản hết cho em nhá. Đó, 120.000. Đấy, bộ quần áo mưa 120.000, bộ áo mưa đen nhá. Tiếp theo thì cái bộ khẩu các bác này, bộ khẩu, bộ này thì nó sẽ là, các bác lên cho em là bộ khẩu đỏ nhá, bộ khẩu đỏ này. Đấy, con này thì hàng với shop đang bán với cái giá là 470.000 nhá, 470.000. Hôm nay thì cũng Thanh Lý nốt cho các bác với giá đó là 300k cho một cái bộ khẩu như này, 300k. Hàng còn ngon lành, nguyên đai nguyên kiện cho các bác luôn. Đấy, bán xả lỗ cho các bác luôn. Đấy. Bộ này bên em đang bán là 470.000 nhá, 470.000. Đấy. Xả Thanh Lý cho các bác luôn. Cái giá chỉ còn cho các bác là 300.000 nhá, yêu cầu các bác phải chuyển khoản hết nhá. Giá không bao gồm phí ship. Tay công tay nối dài các kiểu con đà điểu luôn, các bác theo. Đấy. Rất đầy đủ các chi tiết cho các bác này, tay công tay nối dài. Đầu khẩu từ 8 đến 32 nhá, đầu khẩu từ 8 đến 32, tay không tay nối dài, tay lắc 360 độ này. Bộ này 300 thì giá quá là bằng giá là biếu cho các bác rồi. Đấy, hàng đựng trong một cái hộp mà sắt cực kỳ xịn sò như này. Đấy, lên cho em là bộ khẩu đỏ nhá, Thanh Lý nốt cho bác, giá chỉ còn là 300.000 thôi. Đấy, 300.000 chuyển khoản hết, không bao phí vận chuyển nhá. Đấy, phí vận chuyển thì bộ này các bác cứ cộng cho em là 30.000, 30.000 phí vận chuyển nhá. Đó. Tiếp theo thì em còn một cái con bỏ cả một con lành như đây. Cái con máy thư giãn này nhưng mà nó bị hỏng cái bìa nhá, hỏng cái bìa thôi. Thì bán Thanh Lý đốt cho các bác. Đó, đây. Đấy, con này thì nó chỉ hỏng cái vỏ này thôi, còn hàng vẫn dùng bình thường quá nhá. Đấy. Hàng dùng bình thường. Thì con này bên em Thanh Lý nốt cho các bác với giá đó là 140.000 nhá, 140.000. Con này thì nó chỉ hỏng cái vỏ này thôi. Đấy, hàng chạy cực kỳ khỏe và êm luôn. Đấy. Con này nó chỉ hỏng cái vỏ này thôi. Đó, còn lại là vẫn sử dụng bình thường nhá. Đấy. Thì hàng ngon lành, nguyên đai nguyên kiện thì giá của nó sẽ là 170.000. 170.000. Đấy. 170.000, còn con này thì Thanh Lý nốt cho bác giá là 140k nhá, 140.000. Đó, còn con này thì hàng nguyên đai nguyên kiện như này, ngon lành như này thì giá sẽ là 170k. Lên cho em là súng thư giãn 170.000 nhá. Đấy, còn cái con này thì nó chỉ có, nó bị hỏng cái vỏ này thôi. Đấy, hỏng cái vỏ này thôi nhá. Đấy. Thì giá Thanh Lý nốt cho bác với giá đó là 140.000 nhá, 140k. Đó, con này Thanh Lý bác giá 140.000. Cái này là nó do nó vận chuyển nó hỏng cái vỏ này thôi, chứ còn là vẫn dùng bình thường. Đó, 140.000. Cho vào dán díu bản hoa là ok. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái còn mấy cái thớt lấy cái bóc rồi. Mấy cái thớt đức này nhá các bác nhá, thớt đức nhá. Thì con này nó sẽ là một cái dòng thớt rất là to luôn. Đấy, thớt rất to như này. Kích thước đang bán bao nhiêu nhỉ? Con này bên em đang bán là 380.000 nhá. Kích thước của nó thì chiều dài của nó thì khoảng 40 và chiều rộng thì nó vào khoảng là 30, hơn 30 một chút. Đó. Đây, rất chất lượng như này nhá. Con này thì bên shop cũng Thanh Lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. 380.000. Thanh Lý nốt cho các bác với giá đó là 350k nhá. 350.000 và bao ship. Qua lên cho em là thớt đức nhá. Đó. Thớt đức này, giá của nó sẽ là 350k và bao ship nhá. 350.000 và bao ship cho con thớt đức như này, 350.000. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một con thớt này, hàng made in Germany này. Mặt của nó sẽ là một mặt inox như này và một mặt là bằng nhựa nhá, một mặt inox, một mặt bằng nhựa như này. Bằng nhựa này thì các bác dùng để thái đồ ăn chín, còn mặt bằng inox này thì các bác dùng để thái đồ ăn, để băm chặt nhá, để băm chặt đồ ăn sống nhá, ok hết. Giá Thanh Lý cho các bác cái giá là 350.000 nhá. Lên cho em là thớt đức nhá. Thớt đức giá sẽ là 350k cho một con thớt đức này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá, kéo cắt ống nước. Con này cắt được từ ống 42 trở về. Giá thì đang bán cho bác với giá là 150.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 101 thôi, 101 các bác nhá. Cắt được từ ống 42 trở về, hàng cực kỳ chất lượng xịn sò cho bác luôn. Đấy. Thanh Lý nốt cho các bác giá chỉ còn là 110.000 thôi. Lên cho em là kéo ống 42 nhá, kéo ống 42. Cắt rất là ngon luôn. Đấy, cắt rất là ngon, mềm mượt các bác nhá. Đấy. Cắt các loại ống nước nhá. Đó, chuyên để cắt ống nước rất là ngon luôn. Giá sẽ là 110.000 nhá, 110.000 cho con kéo cắt ống nước như này. Đấy, lên mã cho em là kéo cắt ống nước, giá sẽ là 110k. Đó, giá siêu tốt cho bác luôn. Đó, 110.000 nhá. Tiếp theo, đó là nay bên shop còn
ba cái bí hổ nữa nhá. Đấy, con này thì bên em đang bán là 50.000. Đấy, 50.000, đợt này thanh lý nốt cho bác, giá chỉ còn là 30k cho một chiếc ví như này thôi. Đây, hàng siêu mềm mại cho bác luôn, rất là mềm nhá. Đấy, chất liệu của nó rất là mềm luôn con này. Đấy, rất là mềm như này nhá. Đó. Đấy, lên cho em là ví hổ nhá, ví hổ. Giá của nó sẽ là 30k một chiếc nhá, 30k trên một chiếc như này. Đó, còn 2-3 chiếc nữa thanh lý nốt cho bác, giá của nó sẽ là 30k nhá, 30k cho một chiếc ví hổ như này. Chất liệu của nó rất là mềm luôn. Con này thì nó sẽ không có khóa đâu con nhá, không có khóa đâu. Đó, nó chỉ có các cái ngăn bình thường như này và các cái ngăn để bỏ giấy tờ này, rất là ok luôn. Giá thì rất hợp lý rồi, 30k cho một con ví như này, chất da siêu mềm mại luôn, chất da rất là mềm nhá. Đó, tiếp theo thì cái ví vấn đề nhá. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái sạc móc khóa của thằng iPhone nhá. Cái này đang về rồi. Đấy, còn một ít cái sạc móc khóa của iPhone nhá. Đấy, con này thì đưa anh mượn con iPhone đi xem. Cái này thì các bác cắm trực tiếp vào con iPhone như này, dung lượng pin của nó sẽ là 1500 mAh nhá. 1500 mAh này. Đấy, có kèm cho các bác một cái dây sạc thì về nhà các bác cắm sạc nó vào đây. Còn khi mà các bác điện thoại hết pin. Đấy, điện thoại các bác hết pin thì các bác cắm vào này cho em này. Đấy, cắm vào này cho em. Đó, là ok nhá. Đó, đây dung lượng đang báo pin này 100% này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đó. Các bác lên cho em là sạc móc khóa nhá, sạc móc khóa iPhone. Đấy, sạc móc khóa iPhone. Con này thì giá sẽ là thanh lý cho bác, giá là 30.000 nhá. 30.000 cho một con sạc móc khóa iPhone như này. Đấy. Lên cho em là sạc móc khóa iPhone, giá sẽ là 30k nhá. Đấy. Các bác lên cho em là sạc móc khóa iPhone, giá sẽ là 30k. Đó. Sạc móc khóa này. Sạc móc khóa iPhone nhá. Giá của nó sẽ là 30k một chiếc, 30k trên một chiếc như này. Rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nạo lưỡi các bác nhá. Giá thì chỉ có 20 cành cho một cái con nạo lưỡi như này thôi. Rất tiện dụng luôn. Giá của nó sẽ là 20k các bác nhá. Các bác lên cho em là nạo lưỡi này, rất tiện dụng luôn. Con này thì nó sẽ là bằng inox sáng bóng. Các bác dùng để vệ sinh lưỡi, vệ sinh khoang miệng thì rất là sạch sẽ luôn nhá. Đó, nó sẽ là một cái con nhỏ gọn như này. Các bác có thể cạo cái mặt này hoặc mặt bên này đều được. Hai mặt đều có tác dụng như nhau. Đều có thể dùng để các bác nạo lưỡi, vệ sinh lưỡi rất là ok luôn. Đấy. Thì con này rất là đẹp, đựng trong hộp này. Đấy. Các bác lên cho em là nạo lưỡi nhá. Giá của nó sẽ là bên mã giúp cho em là nạo lưỡi này. Đó. Nạo lưỡi, giá của nó sẽ là 20k cho một cái nạo lưỡi như này, 20.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bộ V24 nhá. Các bác lên cho em là V24. Bộ này thì nó sẽ là một cái dòng vít các bác nhá, một cái dòng vít đây. Con này thì nó rất là tiện dụng như này. Đây, về nhà các bác tháo cái nắp này cho em này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một tay công như này nhá, một cái tay công như này. Và có 24 cái đầu vít này. 1 2 3 4 5 6 6 4 24 đầu vít như này. Các bác chỉ cần là cho vào đây cho em xong này. Đấy, các bác chỉ cần lắp vào đây như này. Đấy, các bác chỉ cần lắp vào đây cho em thôi. Đó, nó sẽ có 5 châm hít luôn. Và các bác xoay này là xong nhá. Đó, xoay này nha. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. 80k cho cái bộ vít này. Cái này nó sẽ có 5 châm hít luôn. Có 5 châm hít luôn, rất là ngon luôn. Các bác dùng để sửa chữa đồ nghề rất là ok nhá. Nhỏ gọn, tinh tế và dễ sử dụng. Đấy, rất tiện dụng luôn. Lắp vào đây nha. Đó, xoay đi. Rất là tiện nhá. Khi các bác xoáy thì nó có thể xoáy nhanh được, tại vì cái này nó giữ ngón tay này là mình xoay đi như này là xong. Rất là tiện luôn. Giá thì rất là tốt rồi. Các bác lên cho em là bộ cái này có từ hít luôn nhá. Cái này có từ hít luôn. Cho nên là các bác có đánh lật nghiêng như này nó không đổ đâu. Đó, và có nắp đậy này, các bác đậy vào cho em này. Có nắp trượt đậy như này. Đấy, đậy vào. Các bác chỉ cần trượt cái nắp này vào là xong nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là bộ này thì các bác lên cho em là V24 nhá. Giá sẽ là 80k cho một cái bộ V24 như này. Tên mã cho em là V24, giá của nó sẽ là 80k nha. 80k trên cái bộ V24 như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái vít xanh nhá, vít xanh. Bộ này thì sẽ là 40.000. Cái này thì nó sẽ là một vít kèm thêm 30 đầu nữa, một vít kèm thêm 30 đầu. Lên cho em là vít xanh nhá. Cái này thì nó sẽ có thể nối dài được luôn các nhá. Đấy, có thể nối dài được như này. Đấy, một cái đầu như này. Cái này thì nó sẽ là 30 đầu vít các bạn. Cái này nó sẽ là 30 đầu vít, các bác lắp vào đây xem. Đó, thì nó sẽ có từng nấc một như này, các bác có thể thả ra này. Đấy, có 3 nấc cho bác luôn. Đấy. Đây nó sẽ có 3 nấc, các bác có thể lựa chọn để mình xoáy nhá. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là 30 đầu vít nhá. 30 đầu vít khác nhau, to nhỏ lớn bé, tròn ba khe lục giác đầy đủ cả nhá. Thì các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đó, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một cái vít xanh như này nhá. Đấy, liên mã cho là vít xanh.
Con này thì rất là tiện dụng luôn. Đấy, rất tiện dụng và giá nó cũng rất là hợp lý để gửi tới các bác nhé. Giá rất hợp lý thôi, chỉ có 40.000 thôi. Về nhà các bác thì cứ thế là các bác sử dụng thôi. Lên trang là vít xanh giá sẽ là 40k nhé. 40.000 cho một cái bộ vít xanh như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái ví hồng nhé. Các bác lên trang là ví hồng. Con này thì giá sẽ là 60.000 cho một cái ví hồng như này. Đấy, 60.000. Thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái ví này. Đấy, kèm thêm cho các bác là các cái bộ bấm móng này. Đấy. Nó sẽ có hai cái bấm nhỏ và một cái bấm to nhé. Hai cái nhỏ một cái to. Rồi cắt móng tay, rồi cắt da chết, rồi nói chung là nặn mụn ăn miếc đầy đủ combo cho các bác như này. Đấy. Bộ sản phẩm đầy đủ như này luôn nhá. Đấy, rất nhiều chi tiết các bác này. Rất nhiều chi tiết nhá, nặn mụn rồi cắt móng tay, móng chân, rồi mài, rũa đều ok hết nhá. Những cái bộ bấm móng của nó rất tuyệt vời luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Đấy. Lên cho em là ví hồng nhá. Coi lên cho em là ví hồng. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 nhá. 60.000 cho một con ví hồng như này. Đấy. Coi lên cho em là ví hồng, giá của nó sẽ là 60k. Đó. Con này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng. Mình vệ sinh chân tay. Đấy. Lên cho em là ví hồng nhá. Ví hồng. Giá của nó sẽ là 60k cho một con ví hồng như này nhá. 60.000. Đó. Ngoài ra thì bên shop có một cái dòng đó là cái ví màu nâu nhá. Các bác lên cho em là ví nâu. Đấy, con này cũng là một cái dòng bấm móng thôi, rất là đẹp, và con này thì giá rất hợp lý. Giá đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn là 40k cho một cái bộ như này thôi nhá. 40.000 cho một cái bộ như này. Giá còn mấy ít nữa thanh lý nốt cho bác này. Ở đây nó cũng có cho các bác là ba cái bấm móng bỏ trong cái ví xanh. Ba cái bấm móng như này, kèm theo cho các bác là kìm kéo rồi các cái chi tiết như này. Nó cũng tương đương với cái bộ hồng ấy thôi, nhưng mà nó ít chi tiết hơn một chút nhá. Đấy, thì kích thước thì tương đương nhau, nhưng mà cái chi tiết thì nó ít hơn một chút. Giá thì chỉ có 40k thôi. Bộ này thì các bác lên mã giúp cho em là ví nâu nhá. Đấy, ví nâu. Giá sẽ là 40k cho một cái bộ ví nâu như này. Thì cái bộ này thì nói chung là các bác dùng sử dụng thì cũng rất là ok thôi, nó khá là tiện dụng. Lên cho em là ví nâu nhá, ví nâu. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con ví nâu như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái ví xanh nhá. Các bác lên cho em là ví xanh. Con này thì nó sẽ là cũng là một cái dòng cực kỳ đa di năng luôn. Đó. Đây. Nó sẽ là một con ví như này. Đầy đủ các cái chi tiết đi kèm này. Đây, các cái chi tiết đi kèm của nó qua đây. Đấy. Con này thì hàng đa di năng hơn, nó có tới 4 bộ bấm móng nhá. Đấy. Nó có tới 4 bộ bấm móng cho các bác luôn. Đây. 1 2 3 4 này. Ba cái to một cái nhỏ để bấm cho trẻ sơ sinh này. Rồi cái nạo gót chân và cả mạo cả mài này, cả kìm kéo rũa, rồi các cái dụng cụ để các bác lấy dái tai rồi nặn mụn các kiểu con đà điểu luôn nhá. Đó. Giá thì sẽ là 100k. Các bác lên mã giúp cho em là ví xanh nhá, ví xanh. Đây. Rất đẹp luôn. Đầy đủ các chi tiết như này các bác nhá. Đầy đủ các cái chi tiết như này. Lên mã cho em là ví xanh nhá. Giá của nó sẽ là 100k cho con ví xanh như này. Đấy, các bác lên cho em là ví xanh. Giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con ví xanh như này. Con này thì rất là tiện dụng. Đấy, và hữu ích, và giá thì tiền nào của đấy thôi. Đấy. Tiền nào của đấy các nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là ví xanh. Giá sẽ là 100k cho một con ví xanh như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái dao các bác này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là dao thái lỗ nhá. Cầm cho anh mấy tờ giấy đi. Cậu đây. Các bác lên cho em là dao thái lỗ nhá. Đấy, con này thì con thái lỗ này bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là dao thái lỗ, giá của nó sẽ là 125k nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là dao thái lỗ này. Đấy. Con này các bác lên cho em là dao thái lỗ nhá. Đấy. Thái lỗ, giá của nó sẽ là, quên không lấy cái giấy kia. 125k nhá. 125k trong con dao thái lỗ như này. Có lên cho em là dao thái lỗ, giá sẽ là 125.000. Con này thì cũng rất bén luôn các bác ơi. Con này thì các bác dùng để thái này. Đấy, thái rồi các bác rất là bén luôn các theo. Đó, hàng rất bén nhá, hàng siêu đẹp, siêu chất các bác luôn, hàng mới tinh chưa qua sử dụng, hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ được các nhá. Hàng rất là bén luôn. Đấy, nó nặng vừa phải thì các bác có thể dùng để băm nhẹ. Đấy, băm nhẹ thôi các bác nhá. Đấy. Băm thịt, băm thiếc nhẹ nhàng là ok. Còn thái thì siêu bén rồi.
Thái thì đây em đang thái cho các bác xem rồi nhá. Đó, hàng của thương hiệu Hatasuki. Đấy, made in Japan. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 125.000 các nhá, 125.000. Đó. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là đi 30 cm, phần lưỡi thì khoảng 20 cm. Bán lưỡi thì nó vào khoảng 6-7 cm nhá, 6-7 cm. Cán thì vào 10 cm. Nói chung là con này thì độ bén của nó thì khỏi phải bàn rồi các nhá. Đấy, dao nó phải là như này con này. Đó. Đấy, độ bén nó khỏi bàn rồi. Giá thì chỉ có 125.000 thôi. 125.000 các nhá. Lên mã giúp cho em đó là dao thái lỗ nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là dao thái lỗ, giá của nó sẽ là 125.000. Đó, 125.000 cho con thái lỗ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con này. Con này tên nó là gì nhỉ, thưa nhỉ? Hả? Có cái cán sau này. Bao nhiêu đây? Con này thì các bác lên mã giúp cho em là dao lọc 21 nhá. Đấy, bên shop rất là nhiều mẫu dao. Cho nên là nhiều khi không nhớ hết được. Đấy, các bác cũng hết sức thông cảm. Đấy. Con này thì nguyên cái phần lưỡi của nó là dài 21 cm, cho nên bên em lên tên nó là lọc 21 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dao lọc 21 này, đó, dao lọc này. Dao lọc 21. Đấy, dao lọc 21 như này. Con này thì cũng rất là bén luôn, đây test cho các bác xem luôn này. Đó. Đấy, các bác thấy không? Đó. Dao của nó thì chất thép của nó là thép Nhật nhá. Thép trắng của Nhật các bác nhá. Đấy. Thép trắng của Nhật rất là bén luôn. Đó. Thép trắng của Nhật rất sáng luôn, rất sáng bóng luôn. Đây, made in Japan nhá. Lên cho em là lọc 21 nhá. Giá của nó sẽ là 130 cành thôi, 130 cành cho một con dao như này. Có cái quai đeo này rất là tiện này. Thân liền thân này, ốp gỗ này, một con dao này khẳng định đẳng cấp luôn, có thấy không? Đấy. Các bác dùng thì lưu ý là dùng là cẩn thận để kẻo là bị đứt tay nhá. Đấy. Con này các bác dùng để thái lọc này, phi lê này, rồi bổ dưa hấu này. Lưỡi dài này bổ dưa hấu rất là thích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Lên cho em là dao lọc 21 nhá, dao lọc 21. Giá sẽ là 130k cho con dao lọc 21 như này. Đó, 130.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con này là dao gọt Đức à? Bao nhiêu? Các bác lên cho em là dao gọt Đức nhá. Đấy, con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 22 đến 25 cm. Đấy, cũng rất là bén luôn. Hàng đúc liền thân như này nhá. Hàng của nó là 100% là đúc liền thân. Và đây thì nó sẽ có nhám, đánh nhám để chống trơn trượt. Đấy, rất là bén luôn. Các bác lên mã giúp cho em là dao lọc, dao thái Đức nhá. À, dao gọt Đức nhá. Đấy. Lên cho em là dao gọt Đức nhá, dao gọt Đức. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá, 70.000. Dao rất là bén luôn. Lên mã giúp cho em là gọt Đức nhá, gọt Đức, giá của nó sẽ là 70.000. Đó. Lên cho em là dao gọt Đức nhá. Đó. Đây. Các bác lên cho em là dao gọt Đức này. Đó. Dao gọt Đức. Đấy, dao gọt Đức. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho một con dao gọt Đức như này. Hàng rất chất lượng, sắc bén để phục vụ các bác nhá. Đấy, rất chất lượng và hàng siêu bén cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 70k cho một con dao như này các bác nhá. Rất là giá, rất là tốt cho các bác rồi. Đó. Rồi, ok. Hello chào các bác nhá. Nay thì bên shop Phạm Huấn lại tiếp tục về ngập tràn các mã hàng mới luôn. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like. Đấy, đừng quên cho em xin một nút like các nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng. Bên shop tiếp tục cập nhật khá là nhiều các mẫu hàng mới luôn. Sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô dây điện Nhật hàng cao cấp nhá. Hàng này thì bên shop có cho các bác là 10m, 5m, 10m và 5m, 10m, 20m. Có 20 không? Hả? 5m, 10m, 20m và 30m nhé. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là dây 2.5, dây cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, nó sẽ là dây 2.5 như này. Đấy, FA2.5 nhá, dây đồng nhá. Đây các bác này, đấy, đầy đủ thông tin luôn. Đây, các bác quan sát này. Đấy, Japan này, dây của Nhật này, CU là bằng đồng này. Đấy, công suất của nó là 3/500V này, FA2.5 nhá. 2 dây các bác nhá. Đó, đây. Dây của nó thì là dây ổ đúc có đèn báo như này. Hàng ổ đúc có đèn báo chống va đập thoải mái luôn. Chống va đập thoải mái như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó. Giá của nó sẽ là
theo combo nhé, theo combo. Đấy, tức là nó sẽ có từng kích thước một, thì các bác lấy kích thước nào thì nó sẽ có giá tiền đấy nhé. Đấy, đầu tiên là dây 5m thì sẽ là 220.000. Đó, 5m là sẽ là bằng 220k nhé. Đấy, 10m thì nó sẽ là 330.000, 330k. Đó, và 20m thì sẽ là 500 nhé. 20m là bằng 500k. Đó, và 30m thì giá của nó sẽ là 650k nhé, 650.000 cho cái dây 30m. Đó, thì có 5m, 10m, 20m và 30m. Tùy theo nhu cầu các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhé. Đều là dòng dây như này. Đấy, dây của nó thì nó sẽ là một cái dòng dây siêu mềm cho các bác luôn. Rất là mềm luôn các nhá. Đấy, dây của nó rất là mềm này. Và ổ đúc này, ổ đúc cắm kết nối cực kỳ chặt luôn. Có đèn báo các nhá. Ổ đúc cắm kết nối rất là chặt, có đèn báo luôn. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, 5m là 220.000, 10m là 330, 20m là 500, 30m là 650.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái áo mưa choàng hai đầu nhá. Đấy, mặc vào thì nó sẽ như trên hình như này các bác này. Đây, khi mặc vào thì nó sẽ đúng như trên hình như này. Đấy, công ty áo mưa Thành Nam này. Đấy, huy chương vàng. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao. Đó, hàng sản xuất ở Việt Nam nhá. Đấy, hàng liên danh Việt Nhật và sản xuất ở Việt Nam. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá. Các bác lên cho em là áo mưa này. Áo mưa hai đầu nhá. Áo mưa hai đầu nhá. Áo mưa hai đầu. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ quần áo mưa hai đầu như này. Đấy, thì nó sẽ có khá là nhiều màu và bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Nó sẽ có màu xanh, màu đỏ, màu xanh, màu đỏ. Và đây nó sẽ có các cái mũ như này các bác này, cái mũ chắn như này nhá. Đấy, mũ chắn như trên hình này các bác này. Đây, nó sẽ có mũ chắn như này. Đấy, thì về nhà các bác lắp đặt vào cho em. Đó, nó sẽ như này luôn. Đây. Đấy, mũ chắn như này thì cái này là có sẵn rồi. Còn một cái nữa là ở cái chắn là cái người ngồi sau nhá, người ngồi sau. Áo mưa hai đầu cho hai người thì cái người ngồi sau này lúc nào cần thì các bác mới sử dụng thì các bác mới lộn cái này lên để mình lắp vào. Đấy, còn nếu không cần thì các bác lại thả nó xuống. Thả nó vào trong và nó sẽ có cái này, nó sẽ che mưa cho cái khi mà mình mặc một người này. Đấy, thì nó sẽ là hàng rất là rộng luôn. Đấy, hàng nó dành cho hai người cho nên nó rất là rộng luôn nhá. Có phản quang nhá, cái màu vàng này là màu phản quang này. Và nó sẽ có kính chắn ở đằng trước nhá. Đấy, có kính chắn đằng trước này, tức là có dây bóng màng, dây bóng này là dây bóng dai nhá, nên các bác dùng yên tâm không sợ bị rách này. Và có quai đeo nhìn gương nhá. Đấy. Đấy, quai đeo như này, chụp vào gương các bác này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 100.000 thôi. Con này mà các bác một cái dây bóng hai đầu như này nhá, các bác ra cửa hàng các bác mua nhá. Giá của nó một cái áo mưa như này, nếu mà ra cửa hàng mua là phải từ 150 đến 200 nhá. Nhưng mà đây bên shop bán cho các bác giá cực kỳ tốt luôn, chỉ có cho các bác là 100k nên 100k. Đây. Những đường máy đường trần của nó rất là kỹ luôn nhá. Đấy, đường máy đường trần của nó rất là kỹ luôn, nên các bác yên tâm. Đó, rất yên tâm luôn. Đó. Giá thì cực tốt cho các bác luôn. Lên xem là áo mưa hai đầu nhá. Áo mưa hai đầu, giá của nó sẽ là 100k. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. Đấy, lên xem là ấm pha trà nhá. Dung tích của nó sẽ là 1 lít. Đó. Ấm pha trà, giá của nó sẽ là 110k cho một con ấm pha trà như này nhá, 110.000. Đấy, hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tông màu của nó sẽ là một cái màu đen huyền thoại nhá. Đấy, sẽ là một cái tông màu đen như này các bác. Đây. Nó sẽ là một cái màu đen huyền thoại như này. Rất là đẹp luôn. Đó. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Đây, đây các bác này, rất là đẹp luôn nhá. Một cái tông màu đen như này rất là đẹp này. Đó, nắp của nó này. Bên ngoài thì màu đen sơn tĩnh điện nhá. Và bên trong của nó thì nó sẽ là inox 316 này. Inox 316 là một trong những cái dòng inox cao cấp. Ở đây thì nó sẽ có cái lưới như này. Về nhà các bác có thể bỏ trà, bỏ cà phê hay là các cái loại hạt vào đây, hoặc các cái loại nước uống có thể là pha bỏ bã nhé. Thì các bác bỏ vào đây cho em. Đó. Thì con này của nó dung tích của nó sẽ là 1 lít nhé. Su 316 con này, inox 316 nhé. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Nắp xoáy như này nhé. Đấy. Con này thì nó cũng có tính năng giữ nhiệt, nhưng mà giữ nhiệt thì nó sẽ là bình thường thôi. Giữ nhiệt nó sẽ bình thường thôi các bác, chứ không giữ nhiệt nó không cao nhé. Đó. Thì giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 cho một con ấm pha trà như này. Lên mã giúp cho em là ấm pha trà nhé. Giá của nó sẽ là 110k cho con ấm pha trà như này. Rất hữu ích và tiện dụng luôn nhá. Rất hữu ích và tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em là ấm pha trà nhé. Giá của nó sẽ là 110.000. Đó, 110.000 cho con ấm pha trà như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn nấm các nhá. Đấy, đèn nấm thì nó sẽ là hình cây nấm như này. Con này thì nó khá là tiện luôn, các bác chỉ cần là cắm trực tiếp vào điện 220 là xong. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 cho em. Ban ngày thì nó sẽ là tự
tắt vào ban đêm thì nó sẽ là tự sáng nhá. Nó là thuộc dạng là đèn ngủ các bác nhá. Đấy, nó sẽ là thuộc cái dạng đèn ngủ cảm biến. Đấy, cho nên là nó rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì ban ngày nó sẽ tự tự tắt và ban đêm thì nó sẽ tự sáng, rất là tiện dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, đèn nấm. Có lên trên là đèn nấm, giá chỉ có 30k thôi. Lên trên là đèn nấm này, đó. Đèn nấm. Giá của nó sẽ là 30k cho một con đèn nấm như này, 30.000 các bác nhá, 30.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái máy xay tỏi ướt mini nhá. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này này, một cái dây sạc. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, cái bộ lưỡi của nó đây các bác này, bộ lưỡi của nó này. Giá thì chỉ có 80 cành thôi nhá. Cái bộ lưỡi này của nó khá là bén luôn, inox sáng bóng và khá là bén luôn. Và máy chạy rất là khỏe nhá. Các bác chỉ cần là cho vào này là xong này. Đó. Đấy bác thấy không? Đó, con này nó yếu pin rồi đấy. Các bác về các bác sạc pin lên thì nó còn chạy còn khỏe hơn rất là nhiều luôn. Đó, về nhà các bác chỉ cần vệ sinh thì chỉ cần vệ sinh cái dưới này thôi. Đó, rất là tiện nhá. Giá thì bên shop đây, motor nó quay này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con máy xay tỏi ớt như này. Tên kia là máy xay tỏi ớt nhá. Giá của nó là 80.000. Đó, máy xay tỏi ớt này. Máy xay tỏi ớt. Đấy, máy xay tỏi ớt nhá. Hạt tiêu trước tay được hết luôn. Giá của nó sẽ là 80k. Bên em đang bán 100. Đợt này về cho bác giá chỉ còn có là 80.000 thôi nhá. 80.000 cho một con máy xay tỏi ớt như này, rất tiện dụng luôn. Các bác nên mua để mình sử dụng chế biến những cái đồ lặt vặt trong gia đình nhà mình nhá. Đấy, máy xay tỏi ớt giá sẽ là 80k nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sạc điện thoại iPhone nhá. Đấy, sạc điện thoại iPhone con này thì nó sẽ là của dòng là 14 Pro Max nhá, 14 Pro Max này. Đấy, iPhone 14 Pro Max luôn. Đây, từ những khâu đóng gói của nó cực kỳ chuẩn chỉ luôn. iPhone 14 Pro các bác này. Đây, quả táo đây các bác nhá. Đó. Sẽ bao gồm cho các bác là một củ này, một củ sạc và một cái cáp như này. Đấy, một cáp như này. Đó. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là sạc nhanh iPhone nhá, sạc nhanh iPhone. Bao gồm một củ sạc này. Củ sạc này cực kỳ là khỏe luôn, sạc nhanh nhá, sạc nhanh không dây nhá. À, sạc nhanh nhá, 20W nhá, cực kỳ là khỏe luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60.000 thôi nhá. Đấy, 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Sạc nhanh này. Sạc nhanh iPhone. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho một cái bộ dây sạc nhanh iPhone như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn nhá. Đó, giá siêu tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cọ vịt các bác nhá. Các bác lên cho em là cọ vịt này. Con này thì nó rất là tiện dụng luôn và giá thì khá là hợp lý cho các bác nhá. Đây, một cái bộ chổi cọ vịt như này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một chổi này. Đấy, một chổi, một miếng dán này. Đấy, và tất cả các chi tiết đây. Cái này các bác chỉ cần là về nhà mình lắp cho em cái miếng dán này. Miếng dán thì về nhà các bác lắp cái đít này. Lắp cái đít này. Đấy, lắp cái đít này sau đó thì mình bóc ra mình dán vào cho em là xong này. Đấy, bóc ra dán vào này. Ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu chổi như này. Đầu chổi như này về nhà các bác lắp vào đây cho em. Đó, về nhà các bác lắp thì mình đóng nó xuống cho nó chặt vào nhá. Đấy. Cái này thì nó có thể ngoắt nghéo như này này. Đấy, đầu silicone mềm này. Đấy, rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là cọ vịt nhá. Cọ vịt giá chỉ có 60.000 cho một cái cọ vịt như này thôi. Rất tiện dụng luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai cái chân vịt như này nữa. Thì các bác có thể là lắp vào đây để mình để trực tiếp dưới đất hoặc là các bác có thể dán lên. Đấy, nhưng mà các bác nên dán lên cho nó tiện. Dán lên cho nó sạch sẽ. Đó. Combo như này bao gồm cho các bác là cả bộ luôn. Đấy. Giá chỉ có 60k thôi. Lên cho em là cọ vịt nhá. Cọ vịt. Giá của nó sẽ là 60k cho một cái bộ cọ vịt như này. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đấy, về nhà lắp đặt thì rất tiện dụng luôn. Các bác chỉ việc dán lên tường thôi. Sau đó thì mình để vào này. Đấy, lấy ra này. Đấy, kỳ cọ vệ sinh nó rất là sạch luôn nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Chỉ có 60k cho mấy cái bộ chổi cọ như này. Đây các bác. Đấy, về nhà các bác chỉ cần cái này thì mình không cần phải khoan đục gì cả, đầu silicone mềm. Đấy, rửa ráy nhà vệ sinh, đánh cọ nhà vệ sinh đặt vào rất là ngon luôn. Giá thì chỉ có cho bác là 60k thôi. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái nước hoa khách sạn các bác nhá, nước hoa khách sạn. Thì một lọ này của nó chỉ có 30 cành thôi. Đấy, nó sẽ là một cái lọ nước hoa như này. Đấy, rất là tiện dụng cho các bác luôn. Đây. Đấy, một lọ nước hoa này rất là thơm luôn nha. Về nhà các bác tháo cái nắp nhựa này ra cho em, sau đó cắm cái bấc này vào, cắm cái bấc này vào là xong. Đó. Cái này thì các bác có thể để trang trí ở trong phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn rồi nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều được hết. Nó mùi thơm của nó dịu nhẹ, dễ chịu và nó lưu hương rất là lâu luôn. Đó, thì các bác chỉ cần là cho vào cho em là xong, rất là tiện dụng luôn nhá.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 nhé. 30.000 cho một cái lọ nước hoa khách sạn như này. Đấy. Cái này thì bên Nhật nó chuyên sử dụng để nó để trong các cái phòng ngủ này, khách sạn rồi nhà hàng rất là tiện dụng luôn. Đây. Đấy. Nên cho em là nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Giá của nó sẽ là 30k. Đó. Nước hoa khách sạn này, đó. Qua lên cho em là nước hoa khách sạn, giá của nó sẽ là 30.000. Đó. Nước hoa khách sạn giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một lọ nước hoa khách sạn như này. Rất tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Đây, đấy, rất là đẹp luôn nhá. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, giá cực tốt luôn. Rồi, ok. Hello chào các bác nhá. Nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về các mã hàng đồ da bò rất là đẹp luôn. Và rất nhiều mã hàng khác nữa nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tai nghe iPhone nhá. Đấy, iPhone tai nghe không dây Pro này. EarPods Pro nhá, EarPods Pro. Dòng này thì dòng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lô này thì hàng về thì cái giá nó có hơi chênh một chút quá nha, hơi chênh một chút so với cái giá cũ. Nhưng mà cái hàng này thì nó sẽ là hàng cải tiến cao cấp hơn. Đấy, hàng nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này các bác, rất chất lượng cho các bác luôn nha. EarPods Pro các bác này. Đấy, design by in California, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nha. Đó, đây. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con tai nghe như này. Đó. Hàng này thì hàng của Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật các bác, sản xuất cho thị trường Nhật. Đó. Hàng có logo thương hiệu tem mạ đàng hoàng nhá. Đây các bác này. Đó. Made in Japan các bác nhá. Đây. Đấy, hàng sản xuất cho thị trường Nhật này, Made in Japan các bác này. Đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, California. California này. Đấy. Made in Japan các bác nhá. Hàng sản xuất cho thị trường Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, hàng Made in Japan nhá. Đó, đây các bác này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hai tai nghe như này này, hai tai nghe có sẵn mút rồi. Đấy, và các bác sẽ được tặng kèm thêm là bốn cái miếng lút mút nữa nhá. Đấy, bốn cái miếng lót như này, bốn miếng lót này. Đấy, và kèm thêm cho các bác là một cái cáp sạc này, một cáp sạc bốn miếng lót luôn. Đó. Và em nó đây. Đấy, đây là em nó. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy anh em này. Đấy. Tai nghe hai tai. Con này thì nghe được cả iPhone, cả Android, Samsung các thứ nghe được hết các bác nhá. Đấy. Và đặc biệt là hàng Made in Japan nhé, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và giá rất tốt nhé. Lên mã giúp cho em là tai nghe iPhone nhé, tai nghe iPhone. Con này cái lô cũ thì em đang bán là 100, đây 140.000, California con này. Lô cũ thì em đang bán là giá là 140.000, lô này về thì giá nó chênh hơn một chút. Đó, coi lên cho em là tai nghe iPhone nhé, tai nghe không dây iPhone này, đó. Lên cho em là tai nghe iPhone là được rồi, tai nghe iPhone. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 165k nhé. 165k cho một con tai nghe iPhone như này. Đó, 165.000 các nhá. Đó, tai nghe iPhone. Giá sẽ là 165.000. Lô này thì hàng về thì nó chênh hơn 25.000, nhưng mà cái chất lượng nó sẽ cao hơn các nhá. Đó. Lên cho em là tai nghe iPhone, giá của nó sẽ là 165k. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn Wi-Fi nhá. Lên cho em là đèn Wi-Fi này. Đèn Wi-Fi, giá của nó sẽ là 100. Các bác lên cho em là đèn Wi-Fi, giá của nó sẽ là 140k cho một con đèn Wi-Fi như này nhá. 140.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đèn, một dây sạc. Đó, một đèn, một dây sạc. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, một đèn như này. Kèm thêm cho các bác là một dây sạc nhá. Đèn này của nó thì nó sẽ là đầu này của nó thì bằng nhôm này, thân bằng nhựa này. Đấy. Và nó về thì theo lô nhá, có lô thì ánh sáng vàng, có lô thì ánh sáng trắng, cho nên là em gửi lô nào thì các bác nhận lô đấy thôi. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái mắt Wi-Fi như này. Đó. Đây, một cái mắt cảm biến nhá, mắt cảm biến. Các bác gạt tắt như này. Đó, gạt tắt này. Giá này chỉ có 140.000 thôi, có báo pin nhá. Đấy, tắt bật các bác này. Đấy, đèn rất là sáng luôn. Đấy các bác xem em dọn này, rất là sáng luôn nhá. Đây có thể điều chỉnh pha ở đây. Đấy, rất là sáng các bạn, nó rất là sáng luôn. Đó. Đấy các bác nhá, rất là đẹp luôn, có thể điều chỉnh pha ở đây nhá. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cái cảm biến như này, cho nên rất là tiện này. Đấy, bật lên này, tắt đi này, bật lên này, tắt đi này, đó, bật lên này, tắt đi này. Rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá. Đây, nó có thể ngoắt nhéo như này. Đấy, dây đeo của nó thì cực kỳ là ngon lành luôn. Đấy, dây đeo rất là êm và ngon luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con đèn như này. Giá chỉ có 140.000 thôi. Đấy, coi lên cho em là đèn Wi-Fi nhá. Đèn Wi-Fi. Giá của nó sẽ là 140k. Đó. 140 cành cho một con đèn Wi-Fi như này. Đấy, đèn Wi-Fi giá sẽ là 140.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái túi da bò nhé. Các bác lên cho em là túi da bò thì đầu tiên em lên cho bác cái túi đeo hông nhé. Túi đeo hông thì em có 3 màu, màu đen,
màu nâu và màu xám nhá. Đấy, màu đen, màu nâu, màu xám. Đây, có 3 màu như này. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là đi 130.000 trong cái túi hông như này thôi, 130.000. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá. Đấy, rất nhiều ngăn này, rất nhiều ngăn quá này. Đấy, rất nhiều ngăn. Đó, hàng máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đó, rất nhiều ngăn các bác nhá. Đấy, 100% là da bò tự nhiên. Hàng rất là đẹp. Con này thì các bác lên cho em là túi đeo hông nhá, hàng da bò tự nhiên rất là đẹp luôn. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con túi đeo hông như này. Con túi đeo hông này sẽ là 100 nhá. Đó. Túi hông thì em có 3 màu, màu nâu này, đấy, màu nâu, màu xám và màu đen, màu nâu, màu xám, màu đen. Con này thì nó có quai rất là to luôn, quai to và chắc chắn nhá. Các bác đeo thì các bác thắt cái quai này cho em này. Đó, thắt quai này cho em, rất là ok luôn. Đấy, giá thì sẽ là 130.000 cho túi hông này. Tiếp theo đến cái túi chéo này. Túi chéo thì em có 2 màu, màu xanh và màu xám nhá. Đấy, có 2 màu, màu xanh và màu xám như này. Đấy, quai của nó rất là to luôn. Chất liệu của nó thì 100% là da bò thật nhá, da bò thật. Về nhà các bác có thể test thoải mái luôn, cào cấu rồi đốt thoải mái luôn nhá. Đốt thoải mái cho các bác, đốt thoải mái luôn. Đó, chất liệu 100% là da bò, tự tin khẳng định luôn. Đó, đây các bác này. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Và rất là nhiều ngăn nhá. Con này thì các bác dùng để đi du lịch thì thôi rồi luôn. Rất là tuyệt vời luôn nhá. Đấy, dùng để đi du lịch thì rất là ngon. Đấy, hàng bền đẹp chắc chắn, khóa kiếc đều bằng đồng hết nhá, khóa đều bằng đồng hết qua theo. 100% là khóa bằng đồng hết, rất là trơn tru và ngon lành. Nói chung là hàng thì cực kỳ chất lượng rồi, hàng của Nhật cho nên là rất chất lượng không nhá. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, tiếp theo là cái túi chéo này thì giá của nó sẽ là 140.000 nhá. Các bác lên trên là túi chéo, giá sẽ là 140.000 này. Nó có 2 màu, màu xanh và màu nâu nhá, màu xanh và màu xanh và màu xám nhá. Tiếp theo là túi túi vuông nhá. Túi vuông thì bên cũng có 2 màu, màu xanh và màu xám như này. Đó, túi vuông đây. Đấy, túi vuông này thì cái quai này của nó cũng trần 100% là bằng da bò tự nhiên hết nhá. Đấy, quai trần bằng da bò tự nhiên. Đấy, có quai sách này, có một ngăn to này, bên trong thì nó lại có 2 ngăn phụ nữa nhá. Bên trong có 2 ngăn phụ nữa các bác này, một ngăn thường và một ngăn khóa này, một ngăn thường một ngăn khóa này. Đấy, và đây nó sẽ là các cái ngăn phụ ở bên ngoài nữa. Nói chung là khá là nhiều ngăn luôn. Các cái phần khuy kết nối các thứ đều bằng đồng hết. Hàng của hãng cho nên là cực kỳ là đẹp và basic luôn. Đấy, thiết kế khá là nhiều ngăn, đẹp chất lượng các bác nhá. Còn túi vuông này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên theo là túi vuông nhá. Túi vuông này, túi vuông là 180k. Đó, 180k cho túi vuông. Túi chéo là sẽ là 140k nhá. Đấy, còn túi hông thì sẽ là 180.000. Túi hông sẽ là, túi hông là 130.000 nhá, 130.000. Còn bác nào lấy combo thì nếu mà là lấy combo trong một trong hai món này thì ví dụ như là cái này 180, 140 thì cũng tính là 300 luôn nhá, 300k. Đó, cứ lấy combo hai món. Ví dụ các bác lấy túi chéo lấy túi vuông với túi hông này. Lấy túi vuông với túi hông thì cũng tính là 300 nhá. Đấy, hoặc lấy túi chéo với lại túi vuông cũng tính cho các bác là 300 luôn. Đấy, cứ 300 một đôi nhá, 300 một đôi. Đấy, các bác lấy muốn lấy đôi nào thì lấy 300 một đôi như này. Đấy, tức là lấy cái nọ cái kia là đều 300. Một vuông một chéo cũng 300. Mà một vuông một hông cũng 300. Đó, một vuông một hông cũng 300 luôn. Giá siêu tốt cho các bác luôn nhá. Một vuông một hông cũng 300 luôn. Đó, hàng về số lượng để phục vụ các bác. Đấy, 300.000 bao ship cho hai cái túi như này thì tội gì mà không mua các bác. Hàng chất lượng các bác có thể mua để đi du lịch, đi học, đi chơi, đi làm đều ok hết. Đây em sẽ test cho các bác xem nhá. Đây. Đấy, bây giờ em sẽ lấy cái khóa này, đây. Lấy cái sắt này, lấy cái khóa này nhá. Đây. Em lấy cái đầu khóa này em sẽ cào vào cho các bác xem nhá. Đây, cái đầu khóa đây nhá, cào vào nhá. Đây con này. Đấy, cào này, đây. Đây con này, đó. Cào chặt tay luôn, nó không hề có một cái vết gì nhá, không hề có vết gì luôn. Chất liệu da bò thật thì các bác yên tâm rồi. Đó, chất liệu da bò thật cho nên các bác cực kỳ là yên tâm luôn. Đây, cái phần quai của nó đây các bác này. Đấy, quai của nó máy này. Đấy, chất liệu da bò này các bác này. Đó. Nói chung là rất là ngon lành luôn. Giá rất hợp lý nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sáp ô tô các bác nhá. Qua lên kia là sáp ô tô. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Và cái giá thì cũng rất là hợp lý để trân trọng gửi tới cho các bác. Một cái lọ sáp ô tô như này, bao gồm cho các bác là một lọ, nó một hộp nó như là một cái lon nước ngọt đấy các bạn, như một lon nước ngọt đấy, khá là rộng luôn. Đây, đấy, nó sẽ là một cái lon như này, rất là ngon lành luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Về nhà các bác tháo cái nắp ra cho em, sau đó thì giật cái tem này ra, đó, cái tem niêm phong này ra. Đấy, sau đó thì các bác để trên ô tô này, hoặc là để trên xe này, hoặc để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách đều được hết nhá, rất là thơm luôn. Giá sẽ là 40k cho một cái lọ sáp như này, thơm rất là lâu. Một lọ này có thể thơm được từ 3 đến 6 tháng nhá. Đấy, lên cho em là sáp ô tô nhá, sáp ô tô. Giá của nó sẽ là 40k cho một lọ như này. Cái này thì nó sẽ có cho các bác là 2-3 màu như này nhá, 2-3 màu như này. Đó,
2-3 bầu như này về nhà các bác tùy theo các bác sử dụng đó. Sáp ô tô rất là thơm luôn, giá sẽ là 40.000 trong cái sáp ô tô như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ống nhòm có nhá. Các bác lên xem là ống nhòm hàng của thương hiệu Balileo của Mỹ. Đấy, ống nhòm Mỹ, một con ống nhòm cực kỳ chất lượng như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Có quai đeo, quai điếc các thứ đàng hoàng nhá, quai đeo các thứ đàng hoàng. Hàng bãi chưa qua sử dụng nhá, hàng bãi chưa qua sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, một con ống nhòm như này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là hai mắt nhìn vào một nhá, hai mắt như này. Đấy, ở đây sẽ có cho các bác là hai mắt và nhìn vào một luôn. Đó, rất là đẹp và chất lượng luôn. Đây các bác này. Đó, hàng thương hiệu Balileo. Các bác có thể zoom vào đây nhá, zoom vào đây. Đó. Nói chung là cái này các bác có chuyên môn thì các bác sử dụng được rồi. Đấy, thì con này công suất của nó sẽ là 20x50 nhá. Đấy, 20x50 các bác này. Đây. Các cái thông số của nó đây các bác này. Bác nào biết về cái thông số này thì có thể là bình luận lên để cho mọi người nắm được nha các bác nhá. Đó, 20x50 đây. Đấy. Đây, thì khi các bác nhìn thì nó từ 2 nó sẽ về 1 nhá, từ 2 nó sẽ về 1, nôm na là như thế. Cái này thì em cũng không có chuyên môn lắm đâu các bác nhá. Hàng thì của thương hiệu Balileo của Mỹ nhá. Đấy, hàng thương hiệu Balileo đây. Balileo của Mỹ này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con ống nhòm như này. Giá của nó sẽ là 300. Đấy, thì cái mã ống nhòm này giá của nó sẽ là 330.000 và bao ship nhá. 330.000 và bao ship cho cái mã ống nhòm như này. Hàng thì chất lượng và giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Rồi, ok. Đây, hello anh em nhá. Hàng lại về đầu thùng để phục vụ anh em nhá. Đó, anh em cần mã hàng gì thì cứ liên hệ trực tiếp. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho anh em cái này, hàng của Việt Nhật anh em nhé, hàng của Việt Nhật, hàng của thương hiệu Hokori. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Hôm nay thì bên shop về một cái mẫu bình rất là đẹp các bác này. Đấy, con này thì nó giữ nhiệt rất là tốt luôn và dung tích của nó là 1,5 lít nhé. Con này thì các bác lên mã giúp cho em là bình A. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000, có lên cho là bình A nhá. Đó. Bình A, giá của nó sẽ là 150k cho một cái bình A như này. Đấy, con này thì nó khá là to luôn các nhá, rất là to luôn. Dung tích 1,5 lít, chiều cao của nó thì khoảng 25 cm, chiều rộng thì khoảng là 13 đến 15 cm, rất là to luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là có một cái nắp giữ nhiệt như này các bác này, nắp giữ nhiệt như này, có gioăng nhá. Đấy, và các bác xoáy chặt vào này. Xoáy chặt vào khi nào các bác muốn mở ra để mình khi nào các bác xoáy thì các bác xoáy đúng lẫy gen chưa? Đấy, ở đây nó sẽ có cái lẫy gen này, các bác xoáy đúng lẫy gen cho em nhá. Đó. Khi nào các bác rót thì nhấn cái này chưa? Còn bình thường nó luôn ở chế độ đóng này. Đấy, mở ra này. Đấy, ở đây thì nó sẽ là như là một cái phích luôn, như một cái phích luôn. Đây. Đấy, đằng sau này thì nó sẽ là xoáy ra được này, đít thì nó sẽ xoáy ra được các bác. Đây. Và nó sẽ là một cái lõi như này. Đấy, các bác trông chưa? Đây, em lấy ra cho thực tế các bác xem luôn. Nó sẽ như một cái phích như này. Cho nên là nó giữ nhiệt rất là tốt luôn. Đây. Cái đầu của nó đây các bác này. Đó. Rất là tốt luôn. Đây. Đấy, con này thì giữ nhiệt thì thôi rồi luôn. Đây là cái giòn của nó này. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy. Toàn bộ gan phổi ruột gan đấy, em giữ cho các bác xem đấy. Con này thì bên ngoài của nó là bằng nhựa nhá. Bên ngoài của nó bằng nhựa. Còn bên trong của nó thì nó sẽ là một cái dòng phích thủy tinh. Hàng này nó sẽ là hàng liên doanh Việt Nhật thôi. Hàng liên doanh Việt Nhật nhá. Dung tích của nó sẽ là 1,5 lít các bác nhá. Giữ nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Đó, nắp xoáy em chiếc cực kỳ là ngon luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là bình A nhá. Lên cho là bình A, giá của nó sẽ là 150.000 đây. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nhựa Việt Nhật nhá. Hàng liên doanh Việt Nhật đây. Địa chỉ thông tin rõ ràng luôn, mã sản phẩm các thứ đàng hoàng nhá. Đó, đây. Hướng dẫn sử dụng đâu ra đấy này. Đấy, các bác nhá. Rất là ok luôn, màu xanh ngọc này. Dung tích 1,5 lít nhá, bình giữ nhiệt nhá. Lên cho em là các bác lên cho em là bình A nhá, lên cho em là bình A này, đó, bình A, giá của nó sẽ là 150k cho một con bình A như này, đó, giá của nó sẽ là 150.000 cho con bình A, đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay mình shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân của Đức quá nhá, cân của Đức, con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling của Đức đây, made in Germany các bác này, đó, made in Germany, đấy thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn, đây. Về nhà thì các bác lắp cái ấy này vào cho em này. Lắp cái pin này vào cho em. Cái này thì nó có kèm sẵn pin cho bác rồi. Kèm sẵn pin rồi. Về nhà các bác lắp pin vào cái đít này cho em. Cân này thì nó sẽ là cân được 10 cân. Cho nên là các bác gọi cho em là cân 10 nhá. Đấy, lên mã cho em là cân 10.
Đấy, lên cho em là cân 10, nó sẽ cân được 10 cân. Đấy, về nhà các bác bật lên cho em này. Đó, cân được 10 cân nhá. Các bác để cho em chế độ gam để mình cân cho nó chuẩn này. Đó, đây. Chế độ gam các bác nhá. Đấy, ví dụ em đặt cái cân này lên này. Đấy, cái cân này của nó là 446 gram này. Sau đó thì các bác muốn trừ bì thì các bác nhấn cái nút nguồn này một lần là nó sẽ về số 0 để các bác trừ bì. Sau đó em lại cân cái điện thoại này. Đấy, cái điện thoại này là 214 gram nhá, 214 gram. Đó, đây. Bỏ ra thì nó lại về 0 nhá. Đấy, sau đó thì các bác bỏ ra thì nó lại về cái số này. Thì các bác lại nhấn số 0 rồi nữa là nó lại về số 0 nhá. Đó. Nói chung là có tính năng trừ bì. Mặt của nó là bằng inox như này, sáng bóng đẹp luôn. Hàng made in Germany, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 160 nghìn nhá. Các bác lên cho em là cân 10 nhá. Nó sẽ có hai dòng, cân 5 và cân 10. Thì con này là cân 10 nhá. Lên cho em là cân 10. Giá của nó sẽ là 160k cho một con cân 10 như này, 160 nghìn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn học chống cận nhá. Các bác lên cho em là đèn học chống cận. Dòng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu đây, Takasa Miko. Đó, hàng made in Japan. Đấy, điện sạc của nó thì 100 đến 240V nhá. Đấy, thời gian sáng của nó là từ 8 đến 10 tiếng nhá. Và công suất của nó sẽ là 20W nhá, 20W. Đấy, pin của nó sẽ là 4000mAh. Hàng made in Japan luôn các bác này. Đấy, rất chuẩn chỉ cho các bác luôn. Đấy. Nó sẽ là một cái con đèn như này con này, một con đèn như này. Đấy, đây nó sẽ có cho các bác là một cái công tắc đằng sau. Đấy, có công tắc tắt bật đằng sau như này các bác nhá. Đấy, tắt đi bật lên này. Sau đó thì các bác sẽ dùng cái nút cảm biến này cho em. Dùng nút cảm biến này. Đấy, nó sẽ có cho chế độ là sáng trắng, sáng vàng và trung tính nhá. Đó, ba chế độ. Sáng trắng này, sáng vàng và trung tính này. Trắng này, đấy, vàng này và trung tính này. Thì con này các em nó sẽ sử dụng cái chế độ nào nó phù hợp với cái khẩu độ mắt của mình để cho nó chống cận nhá. Đây, có cái này để các bác đựng hộp bút này. Đấy, đựng bút vào đây nhá. Đấy, đựng bút các thứ vào đây. Đó, rất là tiện luôn, và kèm cho các bác là một cái cáp sạc như này nhá, một cáp sạc như này. Tắt bật cảm biến nhá. Thời gian sáng của nó thì từ 8 đến 10 tiếng luôn. Từ 8 đến 10 tiếng nhá. Cho nên là tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Các bác có thể sử dụng để học bài này, hoặc là ăn cơm ăn nước, hoặc là sử dụng các cái công việc đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là mềm mại và hợp lý thôi. Lên cho em là đèn học chống cận nhá. Đây. Đèn học chống cận này các bác này. Đó. Màu sáng trắng vàng trung tính này, điều chỉnh sáng tối này, sạc tích điện này, cảm ứng tắt bật này, tích hợp đựng bút luôn. Đó, đèn học chống cận nhá. Lên cho em là đèn học chống cận, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là, giá của nó sẽ là 190k nhá, 190k. Đó, lên cho em là đèn học chống cận. Giá sẽ là 190.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái rổ inox nhá. Qua lên cho em là tô tô inox nhá. Tô inox lên cho em là bộ 4 tô nhá. Đấy. Lên cho em là bộ 4 tô kèm rổ nhá, 4 tô kèm rổ. Đấy. Bao gồm cho các bác thì nó sẽ có cho các bác là 4 cái tô như này. Con to nhất thì đường kính của nó là vào khoảng là đi đường kính của nó là 26 cm. Con to nhất này. Đấy, không, con này thì đúng rồi. Con to nhất thì khoảng đường kính khoảng 26 cm nhá. Đấy, và nó sẽ có kèm một cái rổ như này, Đó. Nó sẽ là một cái chậu kèm rổ như này nhá. Đấy, một cái gọi là một cái bát, một cái tô kèm cái rổ như này. Đường kính của nó là 26 cm. Đây các bác hình dung đây là cái gang tay của em này. Đấy, gang tay như này nhá. Không đến lúc về các bác lại kêu là sao lại nhỏ thế nhá. Đây, cái gang tay của em này tầm 26 cm nhá. Còn lại thì nó sẽ có cho các bác là thêm 3 cái tô nữa. 3 tô nữa các bác này. Cái này thì vào khoảng là 20 cm này. Một con 20 cm, một con thì 18 cm và một con 16 cm. Đấy. Nó tầm đấy nhá, tầm đấy. Đấy, chứ còn nó cũng không chính xác hẳn tại vì em không có lấy thước đo. Đấy. Thì combo của nó sẽ là 4 tô như này, 4 tô một rổ nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là bộ 4 tô một rổ nhá. Đấy, bộ này, 4 tô này, 4 tô một rổ. Giá shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. 80k cho một cái bộ 4 tô một rổ như này. Đấy. 80k. Đó. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đó, 80.000. 80.000 thôi, bán thành lý cho bác giá 75k đi. Đó, hàng về số lượng. Bán 75k cho nó khỏi trùng với cái mã rổ kia. Đó. Giá của nó sẽ là 75.000 cho một cái bộ như này, bao gồm là 4 cái tô nhá, 4 cái tô. Đó, nó sẽ là một cái tô to này, kèm thêm cái rổ như này. Và nó sẽ có cho các bác là 3 cái tô bé nữa, tính ra vào là 4 cái tô. Đấy,
4 tô một thùng này. Rất đẹp, rất tuyệt vời cho bác luôn. Sáng bóng đẹp nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là bộ 4 tô một rổ này. Đấy, bộ 4 tô một rổ này. Bộ này, 4 tô này, một rổ này, giá của nó sẽ là 75k nhá. 75k. Đấy, bộ 4 tô một rổ 75.000. Đó, hàng cực kỳ chất lượng. Rất là công sinh cho bác luôn. Đấy, chỉ có 75.000 thôi. Các bác có thể mua về để mình đựng đồ ăn, chế biến đồ ăn hoặc là làm các công các việc đều được ok hết. Giá chỉ có 75.000 thôi. Hàng đựng trong cái hộp như này các nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn và giá rất là tốt luôn. Bộ 4 tô một rổ 75k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái thùng đựng gạo anh em nhá. Các bác nhá. Đây. Một thùng đựng gạo như này. Cái này thì dung tích của nó sẽ là 10 cân nhá, 10 cân. Đó, hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó. Dung tích của nó sẽ là 10 cân gạo nhá. Sẽ được 10 cân gạo. Khá là tiện luôn. Đây. Đấy, về nhà thì các bác đổ gạo vào đây, đổ gạo vào đây. Và cái này của nó, khi đít của nó sẽ là đít dốc nhá. Đấy, nó dốc. Thì khi các bác cho gạo vào thì nó sẽ tràn, nó sẽ chảy xuống dưới thôi. Và đây của nó thì nó sẽ có cho các bác một cái khay để đong gạo đây. Đấy, một khay đong gạo như này. Hàng của thương hiệu Hikoro, cùng hãng với cái bình A các bác nhá. Hikoro các bác này. Các bác chỉ cần nhấn này thôi. Nhấn này thôi thì nó sẽ mở cái nắp này và gạo nó sẽ tụt xuống. Và các bác sẽ lấy được gạo là từ dưới đít hết nhá, từ dưới đít hết. Cho nên là gạo cũ các bác cứ đổ xuống dưới bình thường, gạo mới đổ chốc là gạo nó sẽ tụt xuống thôi. Đấy, nó rất là kín cho nên là chống kiến rán và côn trùng rất là tốt. Hàng thương hiệu Hokori. Hokori nhá. Đó. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là thùng gạo nhá, thùng gạo. Đấy, rất là đẹp này. Con này của nó là đựng được 10 cân. 10 cân gạo đây. Thùng gạo tiện ích này, 10 cân này. Đó. Lên cho em là, các bác lên cho em là thùng gạo nhá, thùng gạo. Giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000 cho một cái thùng gạo như này. Rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về cho bác rất nhiều mã hàng. Thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô dây thắt lưng và ví của Mỹ nhá. Đấy, ví của Mỹ đều là hàng da bò hết, hàng da bò cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hàng bảo hành cho các bác da bò thật 100% luôn các bác nhá. Đó. Đây, chất da của nó các bác này. Chất da tự nhiên là nó phải như này các bác này. Đấy. 100% là da bò thật tự nhiên. Đây, bên shop về cho các bác nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Hai màu, màu đen và màu nâu rất là rõ rệt luôn các bác nhá. Rất rõ rệt luôn. Đây các bác này, đó. Nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Chất của nó thì 100% là chất da tự nhiên. Hàng của Mỹ các bác này, đó, made in USA nhá. Chữ của nó là chữ dập chìm trực tiếp trên thân thắt lưng như này luôn nhá. Chữ dập chìm trực tiếp luôn này luôn. Đấy, in trực tiếp trên thân như này luôn này. Đó. Hàng made in UAE nhá. Đó. Cái này của nó thì nó sẽ là dòng da tự nhiên cho nên nó sẽ có các cái kích thước khác nhau từ 1m2 đến 1m3 nhá. Đấy. 1m1, 1m2, 1m3 tùy theo nhá. Đây em sẽ thử đo cho các bác 5 cái xem độ dài ngắn của nó như nào các bác nhá. Đó, đây. Đây các bác nhá, đầu sắp bằng nhau này. Đấy. Và đến cái đuôi của nó thì nó sẽ ra các bác nhá. Đây. Đấy, 5 con này thì nó sẽ có con dài con ngắn như này các bác này. Con dài con ngắn như này các bác nhá. Đấy, nó sẽ không có con nào là bằng nhau 100% đâu. Đấy, tại vì là nó là hàng da tự nhiên, nó cắt theo tấm, nguyên tấm như này nhá, nguyên tấm như này. Nguyên tấm da bò tự nhiên này các bác nhá. Đấy, hàng rất đẹp, rất chất lượng cho bác luôn. Dòng này thì bền vĩnh cửu luôn. Các bác dùng thì không bao giờ lo bị hỏng nhá. Chỉ có dùng lâu quá mà nó mòn, nó bạc thì các bác không dùng nữa thì các bác bỏ đi thôi. Và dòng của nó là dòng thiết kế con lăn như này nhá, thiết kế con lăn như này. Đấy, thiết kế con lăn như này con này. Đấy. Các bác càng kéo ra thì càng căng ra thì nó càng chặt vào. Đấy, cho nên là các bác dùng thì nó rất là yên tâm và tiện dụng. Thứ nhất là thiết kế con lăn rất là dễ sử dụng. Thứ hai là mặt của nó là mặt đúc liền như này. Mặt đúc liền tráng gương cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Và thứ ba là cái giá của nó rất là tốt nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá. Lên mã giúp cho em là thắt lưng da bò nhá. Đấy, thắt lưng da bò. Giá của nó sẽ là 190k cho cái thắt lưng da bò như này. 190.000 các bác nhá. Đó, 190.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là hai cái mẫu ví, một mẫu màu đen là một mẫu màu đen, mẫu màu nâu. Đây đều là cái dòng ví theo kiểu may
truyền thống. Đấy, treo kiểu mai truyền thống này, cũng là hàng của Mỹ, made in USA nhá. Các bác có thể là nhét giấy tờ này. Đấy, thẻ này 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, rồi là các loại giấy tờ vào đây ok hết. Và của nó vẫn là thuộc dòng là khóa như này nhá, khóa như này. Đấy, chất liệu 100% là da bò đấy các bác này. Đấy, da bò nhá. Đó, da bò thì bao giờ nó có cái độ sần như này các bác này. Đó, đây. Đấy, rất là mềm. Mềm nhá. Đấy, chất da của nó rất là mềm luôn các bác này. Chất da của nó mềm và nó mỏng nhá. Nó mỏng cho nên là khi các bác sử dụng thì mình có đựng giấy tờ thì nó sẽ không bị đầy túi nhá, không bị đầy túi, rất là tiện dụng luôn. Có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Giá của nó sẽ là 120.000. Các bác lên xem là ví da bò nhá, ví da bò. Ví da bò, giá của nó sẽ là 120k nhá, 120k. Nếu các bác lấy combo cả thắt lưng cả ví như này thì bên shop để cho bác cái giá đó là 300.000 và bao ship nhá. Combo cho bác là một ví, một thắt lưng nhá. Đấy. Các bác lên xem là ví cộng thắt lưng này, đấy, ví cộng với lại thắt lưng da bò nhá. Ví cộng thắt lưng da bò. Các bác lấy màu nào thì báo cho em nhá. Giá của nó sẽ là 300k và bao ship. Quá giá quá tốt cho bác luôn. Combo cho bác như này, hai món này, bao gồm một ví và một thắt lưng. Giá chỉ có 300k thôi, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Giá cực kỳ tốt luôn. Ngoài ra thì bên em còn một cái ví dòng này thì nó sẽ không có khóa nhá, không có khóa. Con này thì bên em thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 50k nhá. Đấy. Các bác lên xem là ví DK, đấy, nó dập chữ DK này các bác này. Đấy. Lên xem là ví DK, còn một chiếc duy nhất nhá, ví DK. Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 50 cành nhá. 50 cành cho cái ví DK như này. Đó, còn một chiếc duy nhất thôi. Đấy, hàng rất đẹp cho các bác này, rất đẹp luôn, rất đẹp, rất tuyệt vời cho bác luôn. Đấy, con này thì không có khóa, đường máy rất là nhỏ gọn các bác nhá. Đấy, không khóa, nhỏ gọn. Đấy, giá sẽ là 50k, giá thanh lý nốt cho các bác. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái chổi cái dòng chổi chổi lau đa năng nhá. Đấy, đây, nó sẽ là một cái con chổi như này, rất là tiện dụng luôn. Đấy. Cái này thì các bác có thể vắt trực tiếp được luôn. Đấy. Các bác lên xem là chổi lau bếp nhá, chổi lau bếp. Đây. Nó sẽ có cho các bác là một cái miếng mút như này, một cái miếng mút như này. Sau đó thì các bác chỉ cần là đẩy nó xuống như này, sau đó thì lắp cái miếng này vào cho em này. Đây, cái miếng này nó sẽ có cái lẫy này, có cái lẫy như này. Đấy, các bác chỉ cần sập cho em cái lẫy vào đây là xong này. Đây, nó có cái lẫy như này các bác nhá. Có lẫy này, các bác sập cho em cái lẫy này vào đây này. Đấy, sập cái lẫy này vào đây. Cái này thì các bác chuyên dùng để lau bàn bếp rồi lau kính, lau cửa rất là ok luôn. Đấy, thì các bác lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Đấy, chổi lau bàn bếp rất là tiện luôn. Đấy, lắp vào như này xong này. Khi vắt thì các bác lại kéo vào như này cho em là nó sẽ vắt khô này, vắt kiệt cho các bác luôn. Đấy, khi dùng thì các bác lại thả ra như này. Thả ra này để mình lau trà cọ rửa bàn bếp mà bị nước nhiều. Đấy, cái bàn bếp thường hay bị trang nước ra mà. Các bác lau này, sau đó thì mình đưa vào đây nó sẽ vắt này. Đấy, vắt khô cho bác luôn. Sau đó thì mình lại xả ra như này. Rất là tiện nhá. Đấy, vắt này, xả này. Đó, vắt xả rất là tiện luôn. Đấy, con này thì lau rất là tiện luôn. Đó. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Các bác lên cho em là chổi lau bếp nhá. Đấy, chổi lau bếp này. Đó. Chổi lau bàn bếp, lau bàn. Chổi lau bàn bếp nhá. Giá của nó sẽ là 40k thôi, 40k trong cái chổi như này. Rất tiện dụng luôn. Đấy, các bác dùng để mình lau này. Đấy, các bác ví dụ nước nồi các bác lau xong lại vắt này, rất là tiện luôn. Đấy, nếu các bác dùng rẻ thì lại phải vắt bằng tay mà lại phải giặt rũ rất là mất công. Đấy, cái này thì các bác chỉ cần sập vào này là xong. Rất là tiện luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có 40 cành thôi. Con này thì nó đa di năng luôn nhá. Các bác có thể lau bàn bếp này, đấy, giặt rất là tiện luôn, treo lên này. Lau bàn bếp, lau cửa kính rồi là lau chùi các cái vị trí nào cũng được, rất là ok. Đấy, các bác theo, rất là tiện luôn. Cái, nó có một cái miếng mút như này, lau nó rất hít luôn và vắt rất là tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi các bác này. Đấy, vắt rất sạch luôn nhá. Đấy, lau rất sạch luôn. Nói chung là con này khá là tiện ích đi các bạn, khá tiện ích luôn. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá, chổi lau bàn bếp. Đấy, giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy. Lau rồi kỳ cọ rồi, nói chung là rất là tiện dụng các bác này. Đấy. Kể cả lau nước, lau khô đều được hết nhá. Giá sẽ là 40k đây. Đấy, các bạn rất tiện dụng luôn. Đấy. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, võng dù của quân đội. Đấy, lên trên là võng dù quân đội này. Đây là một trong những cái loại võng rất là phổ thông mà quân đội người ta hay dùng để đi đánh trận hoặc là đi làm công tác. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó, thì ở đây nó sẽ là một cái võng dài khoảng hơn 2 mét với các cái đây, đây các bác này. Đây con này, đó. Đây thì nó sẽ là một cái võng như này. Chất liệu của nó là sợi dù nhá, cực kỳ là thoáng luôn.
và rất là chắc nhá, bền chắc. Và đây là cái đầu của nó này, đầu của nó đai cũng rất là cẩn thận luôn. Và đây nó sẽ là cái dây các bạn này, đó, dây đai như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k. Đấy, 100k cho cái võng dù như này. Có lên trên là võng dù quân đội nhá, võng dù quân đội 90.000 nào. Đấy, 100k nhá. Đợt này thì xả thanh lý cho bác giá chỉ còn 90k thôi. Kích thước thì chiều rộng của nó khi mà mở ra thì nó vào khoảng là 80cm nhá. Chiều rộng khi mà căng ra hết thì khoảng 80cm. Còn chiều dài thì khoảng trên 2m nhá. Đấy, khoảng 2m, trên 2m một chút. Đây, rất là đẹp như này. Và có sẵn dây dù đai cho các bác luôn nhá. Đấy, hàng của quân đội cho nên là nó làm rất cẩn thận và chắc chắn luôn. Và khi các bác gấp vào thì nó rất là gọn đây. Đấy, cổ tay em này. Đấy, nó chỉ bằng gấp 2 lần cổ tay thôi, rất là tiện dụng luôn. Đấy, lên mã giúp em là võng dù quân đội nhá. Đấy, võng dù quân đội. Võng dù này. Đấy, quân đội Nhật nhá. Quân đội Nhật giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. 90k cho cái võng dù quân đội Nhật này. Các bác có thể mua để sử dụng đi du lịch hoặc là đi học, đi làm, đi chơi, đi xe ô tô đều được hết nhá. Đấy. Thì tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái võng xếp cao cấp nhá. Võng xếp cao cấp. Dòng này thì nó sẽ là một cái võng mà nó sẽ có đai hai đầu luôn. Nên là cái bác nằm thì nó khá là chắc chắn nhá, khá chắc chắn. Đây, dây của nó đây các bác này. Đấy, dây đai như này. Khá chắc chắn luôn. Các bác dùng thì không sợ bị lật này rồi hoặc bị úp này, hoặc là các cái này của nó máy nó rất là trần, nó rất là chắc chắn này, hai lớp luôn nhá, hai lớp cước. Đấy, cái này sẽ là cước dù nhá. Nằm thì êm, không sợ bị lằn này, nó hai lớp luôn và rất chắc chắn luôn. Và cái con này thì khổ của nó rất là rộng, khi mà dở hết ra thì nó banh nhá thì tầm khoảng 1m nhá, và chiều dài của nó thì khoảng hơn 2m, khá là to và rộng luôn. Đó, rất chắc chắn như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Chỉ có cho các bác là một cái con võng như này, chỉ có cho các bác là 150.000 nhá. Lên mã treo là võng xếp nhá. Võng xếp giá sẽ là 150k. Đó. Thì các bác em có hai loại võng qua lên đúng tên chưa? Cái này thì nó sẽ là võng xếp nhá. Võng xếp giá của nó sẽ là 150k. 150k thì cái võng xếp như này rất tiện dụng để các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tay hít cửa các bác nhá. Qua lên treo là hít cửa. Cái này thì rất là tiện dụng. Giá chỉ có 15k cho một chiếc này thôi, 15k một chiếc nhá. Lên treo là hít cửa, giá sẽ là 15.000. Thì các bác chỉ cần đưa cái này vào những cái tay nắm cửa này, cửa nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc cửa buồng, cửa đi lại này. Đấy, lắp vào cho em là xong. Đó thì cái tay này nó sẽ là bằng cao su, nó sẽ hít vào gạch men đấy. Gạch men thì nó sẽ hít vào được nhá. 15.000 một chiếc như này. Và bác nào lấy từ 3 chiếc thì bên em sẽ tính cho bác với giá là 40.000 3 chiếc nhá. 15.000 một chiếc là lấy lẻ, còn lấy từ 3 chiếc thì sẽ là 40.000 3 chiếc. Đó, đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Tay nắm cửa chống sốc. Đây các bác này, nó rất là tiện dụng luôn nhá. Đấy. Nếu các bác không dùng ấy thì nó sẽ bị vỡ, nhưng mà có cái này thì các bác chỉ cần lắp vào cho em này thôi. Đấy, nó sẽ hít vào cửa luôn. Rất là tiện nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 15.000 một chiếc này thôi. Đấy, cửa nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet. Đấy, hay đi lại nhiều và hay bị va đập nhá. Vừa chống sốc, vừa chống tiếng ồn, vừa chống vỡ cửa rồi đập và nó kêu nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 15k. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi cam xanh nhá. Các bác lên trên là vòi cam xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k cho một cái vòi cam xanh như này. Con này thì của nó sẽ là bằng nhựa nhá, bằng nhựa. Và những cái phần đầu vòi tay nắm này thì nó mạ chrome rất là đẹp luôn. Đấy, và nó có gioăng như này các bác nhá. Sẽ có gien xoáy và có gioăng giếc đàng hoàng, gien xoáy có gioăng đàng hoàng để cho các bác sử dụng này. Rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k và nó sẽ chia ra làm hai đường nước nhá. Một đường ở đây các bác có thể lắp vòi xịt này, vòi xịt, vòi tắm, sen tắm đều được hết. Còn đây là vòi xả để các bác lấy nước trực tiếp sử dụng. Giá là 50 cành cho một cái vòi như này. Lên trên là vòi cam xanh, nó sẽ có hai màu, màu cam và màu xanh nhá. Đó, giá thì chỉ có 50 cành thôi, giá siêu tốt cho bác luôn. Lên cho em là vòi cam xanh, giá sẽ là 50k. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay với shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái đèn hộp nhôm nhá. Đèn hộp nhôm như này, giá sẽ là 100.000, có cả dây đeo này, dây đeo có thứ này, dây đeo rồi dây sạc các bác nhá, dây đeo, dây sạc cho bác luôn. Đây nó sẽ là một con đèn như này, có nam châm hít đằng sau nhá. Đây đằng sau có nam châm hít này. Đấy, nắp mở ra này. Đấy, nắp mở ra. Ở đây thì nó sẽ có đèn khá là sáng luôn nhá. Đèn của nó thì siêu sáng luôn. Chế độ sáng mạnh, sáng vừa này, đèn đỏ này. Đó, đèn vàng, đèn đỏ này, nhấp nháy cảnh báo này. Đó, rất là nhiều chế độ các bác nhá. Nó rất nhiều chế độ luôn. Giá thì chỉ có 100.000 thôi.
Đấy, ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bật lửa này. Các bác giữ lì thì cái đèn này lên là bật lửa nó lên này, còn khi các bác tắt thì các bác giữ lì nó lại tắt này. Đó. Đấy các bác nhá. Đó thì nó sẽ có cho các bác là cả đèn cả bật lửa luôn. Đấy, bật lửa thì các bác giữ lì cho em là cái đèn này lên là bật lửa nó lên này. Còn khi tắt thì các bác chỉ cần nhấp này là nó sẽ tắt nhá. Đấy, giữ lì này nó sẽ lại tắt này. Đó, nó rất là tiện dụng luôn nhá. Thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá. Lên cho em là đèn bật lửa nhá. Đấy, đèn hộp nhôm này, nó đựng trong cái hộp nhôm như này. Đèn hộp nhôm này. Đèn hộp nhôm giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một con đèn hộp nhôm như này, rất tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy sấy tóc nhá, máy sấy tóc này. Hàng của thương hiệu Philips nhá, hàng thương hiệu Philips như này. Con này thì công suất của nó sẽ là 3000W thôi nhá. Đấy, công suất của nó là 3000W, công suất rất là lớn luôn. Thì các bác dùng thoải mái luôn nhá. Công suất của nó tới 3000W luôn, thoải mái thì các bác sử dụng nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Philips nhá. Máy sấy tóc hàng thương hiệu Philips, công suất của nó là 3000W và sử dụng điện 220V. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá đó là 130k nhá, 130k cho con máy sấy tóc như này thôi. Con này thì em bán rất là nhiều rồi và khách hàng dùng thì rất là ok thôi, cũng rất là bền chắc chắn và nóng rất là nhanh. Đấy, cái dây may so của nó đây các bác này. Đấy, các bác chỉ cần là bật công tắc này, nó có hai công tắc hai nấc luôn. Đó. Và giá thì rất là hợp lý nhá, chỉ có 130k thôi. Sử dụng điện 220V. Và công suất của nó sẽ là 3000W nhá, 3000W. Đó, 3000W công suất cực mạnh luôn, nóng rất nhanh nhá. Đấy, 130.000, điện 220V. Dây cắm của nó đây, dây rất to, dây dẫn chắc chắn luôn. Hàng thiết kế rất là đẹp. Đấy, hàng thương hiệu Philips. Đấy, giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là máy sấy tóc nhá, máy sấy tóc. Giá sẽ là 130k. Rồi, ok. Hello, vâng lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đó, hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về cho bác một cái lô đó là cái ghế câu nhá. Hôm nay thì bên shop về đa dạng mẫu để gửi tới anh em luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Nay thì bên shop về cho bác ba cái loại ghế nhá. Thì bên em sẽ lên theo số cho nó dễ để tránh việc nhầm lẫn nhá. Đấy. Thì bên em sẽ lên theo số, cái mã này thì nó sẽ là mẫu ghế ghế A các bác nhá. Đấy, lên các bác lên cho em là ghế A này. Đây. Đấy, nó sẽ là một con ghế rất là đẹp như này. Đây, rất đẹp, rất triển vọng cho các bác luôn. Con này thì ngồi cực kỳ là ngon luôn. Kích thước của nó thì vào khoảng là 30 nhá, vào khoảng 30. Đây, em sẽ lấy cái thước em đo thực tế cho bác xem luôn. Con này thì các bác chuyên dùng để mình để trên xe này, đi du lịch, đi chơi bài, đi câu, đi kẹo này. Giá rất hợp lý cho bác luôn, gấp gọn nhá. Kích thước của nó sẽ là 27 này. Đấy, 27 28, gọi cho là 27 đi. 28 nhá, 28 x 28 này. Đấy, và chiều cao của nó là 25 nhá, cao 25. Rộng là 28, dài là 28 nhá. Rộng 28, dài 28. Đây. Đấy, rất là chắc chắn luôn, khi gấp gọn thì nó sẽ như này các bác này. Các bác có thể bỏ vào ba lô được luôn. Đấy, chiều cao của nó là khi mà giãn ra thì nó sẽ là 25 nhá. Đấy, còn khi gấp vào thì nó cũng là đây, gấp vào thì nó sẽ dài hơn một chút, gấp vào thì nó sẽ là 31 như này nhá. 31 như này. Đó, rất là tiện dụng luôn. Đây. Đấy, ngồi thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Ngồi cực kỳ là ngon và êm luôn. Đó. Thì các bác lên cho em là lên mã giúp cho em là ghế A nhá, ghế A. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90 cành cho một con ghế như này. Đây, em ngồi cho bác xem này. Đấy. Rất là ngon luôn. Đây các bác nhá. Đó. Ngồi cho bác xem rất là ngon luôn. Người em là 70 cân luôn đây, em ngồi cho bác xem này. Ngon lành cành đào luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, đây. Đưa chân lên này các bác này. Đấy, không hề có một cái sự rung rinh nào luôn nhá. Đấy, chân em đưa lên này các bác này. Đó, rất là ngon luôn nhá, rất chắc các bác nhá. Rất chắc luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con ghế như này. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000 cho một con ghế như này thôi. Đây. Đai đằng sau này các bác này, rất là dày dẫn và chắc chắn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý luôn nhá, một con ghế như này. Đấy, kích thước của nó là 28 x 28 nhá. Cao là 25, còn gấp vào thì nó sẽ là 30 nhá. Gấp vào thì nó sẽ là 30, gấp vào nó sẽ cao hơn một chút. Đó. Thì con này các bác lên cho em là ghế A nhá, ghế A. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. Đấy, lên cho em là ghế A này, đó. Ghế A giá của nó sẽ là 90k cho con ghế A như này nhá. Lên cho em là ghế A này, giá của nó sẽ là 90.000. Màu thì nó sẽ là màu xanh lá quân đội như này, rất đẹp luôn. Đó, rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, ghế A. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con ghế này thì bên shop đang lên tên nó sẽ là ghế câu. Thì em cũng gọi nó là ghế câu luôn nhá. Ghế câu luôn cho nó tiện. Đây.
Đấy, con này thì cũng rất là dày dẫn chắc chắn luôn, để em đo cái kích thước cho các bác xem. Đó, con này thì cũng khá là to, dày dẫn và chắc chắn nhá. Đây. Đấy, con này thì chiều rộng của nó là 38 này. Đấy, chiều rộng 38. Chiều cao chiều ngang cũng là 38 luôn, 38 38 nhá. Đấy, chiều cao của ghế để ngồi, chiều cao của ghế là ngồi là đi 38 luôn, chiều cao ghế là 38 luôn. Còn chiều cao để tựa này là 60 nhá, chiều cao để tựa này là 60 này. Đấy. Thì con này nó sẽ có tựa như vậy. Đấy, con này thì các bác lên cho em là ghế câu nhá, ghế câu. Bên shop thì chỉ có một con ghế câu này là màu đen nhá, đây. Ngồi thì rất là ngon luôn đấy các bác. Đấy, đây. Em ngồi thử cho con xem, rất là ngon luôn nhá. Đấy, tựa tiếp thoải mái luôn các bác thấy không? Đây, người em 70 cân này, cho chân lên các bác. Đây. Cho chân lên đây. Đấy. Thoải mái luôn. Kể cả đứng lên cũng vô tư luôn đấy các bác. Đấy, đứng lên cũng vô tư luôn nhá. Đấy. Đứng lên giẫm cũng vô tư luôn các bác thấy không? Rất chắc chắn luôn. Đó. Và con này nó có thể gấp gọn vào được này. Đấy. Gấp vào nó rất là gọn như này nhá. Gấp vào nó rất là gọn như này. Đấy. Thì các bác có thể cất đi này hoặc mang đi du lịch, đi chơi, đi câu kẹo được hết các bác nhá. Đấy. Thì ghế câu nhá. Đấy, lên mã treo là ghế câu. Con này thì bên shop đang gấp và nó rất gọn này các bác. Con này bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 150.000. 150.000 cho một con ghế câu như này nhá. Đấy. Con này các bác lên tên cho em là ghế câu này. Đó. Ghế câu nhá. Ghế câu giá của nó sẽ là 150k một chiếc nhá. 150.000 cho một con ghế câu như này. Đấy, 150.000. Đó, 150.000 cho một con ghế câu như này các bác. Rất là đẹp luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là em lên cho bác cái mã ghế này thì các bác lên cho em nó là ghế B nhá. Ghế B. Đó. Con này thì ngồi thì rất là chất rồi. Đó, rất chất rồi các bạn. Đây em đo kích thước cho bác xem. Đấy. Cái chiều bè này của nó sẽ là 60 này, chiều bè này là 60 này. Chiều cao này của nó thì nó sẽ là 70 này. Đấy, và cái chiều sâu của nó thì đến cái phần đáy đít này nó sẽ là 30, tính cả vỉa này là 38 này các bạn này, 38 nhá. Con này ngồi thì cực kỳ là ngon luôn. Đây em sẽ thử con này ngồi thì rất là chất rồi các bạn này. Đây. Đấy, nó có thể tựa được như này các bạn này. Đây. Con này thì nó sẽ có tựa như này, tựa rất thoải mái luôn. Và con kia thì nó cũng có cái chỗ để điện thoại để chai nước nhá. Con này cũng thế luôn. Các bác có thể để điện thoại để chai nước này. Đấy. Rất là ngon lành luôn các bác nhá. Con này thì cái độ tựa của nó thoải mái hơn nhiều so với con kia nhá. Tựa thoải mái hơn nhiều các bạn. Đó, con này thì nó đứng lưng, còn con này thì lưng nó xoãi hơn nhiều. Các bác ngồi để mình đọc sách này, thư thái mang ra ngoài vườn này, hoặc là câu kẹo hoặc là đi du lịch cái thứ rất là ok luôn này các bác. Đấy. Rất chắc chắn nhá, cái khung xương của nó này. Đấy, con xem khung xương của nó này. Rất chắc chắn luôn, thoải mái luôn nhá, đánh đu đánh ấy được luôn. Vải của nó thì nó sẽ là cái chất vải dù màu xanh như này. Rất chắc chắn luôn. Đó, đây. Thì em gấp gọn cho các bác xem nhá. Khá là tiện dụng luôn. Đây. Con này thì em gấp gọn cho các bác xem. Đấy. Gấp vào thì nó cũng tương đương như con kia thôi. Nó cũng khá là gọn các bác nhá. Khá là gọn đây. Đấy, gấp vào nó cũng như này thôi các bác này. Đấy, gấp vào nó như này. Đấy các bác thấy không? Nó cũng chỉ tương đương với con 150 thôi. Con này thì giá của nó sẽ là 260.000 thôi nhá. Đấy, con này thì sẽ là 150 này, 150 này, khung xương nhỏ hơn này. Còn con này dày dẫn chắc chắn hơn. Đấy, dày dẫn chắc chắn hơn và có tựa cao hơn. Thì giá của nó sẽ là 260.000. Các bác lên cho em con này thì mã của nó sẽ là ghế B nhá, ghế B. Đấy. Thì bên em có 3 mẫu ghế. Con này thì các bác lên cho em là ghế B này, đó. Ghế B, giá của nó sẽ là 260k một con và bao ship nhá. 260.000 một con và bao ship cho bác luôn. Đấy. Thì lên mã cho em là ghế B nhá. Ghế B. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship. Đó. Thì bên shop có mấy mẫu như vậy. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tức là có ghế A, ghế B và ghế câu. Đó. Tức là có 3 mẫu luôn. Đây. Đấy. Rất chất lượng cho bác nhá. Con này thì lên tên cho em là ghế B nhá. Ghế B này. Đó. Ghế B. Giá của nó sẽ là 260.000. Bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Còn bác nào mua 2 chiếc thì bên em tính cho bác giá tròn là 500 nhá. 2 cái như này. Cứ mua từ 2 cái trở lên thì tính tròn là 500 và bao ship đến tận nhà. Còn mua lẻ 1 cái thì giá của nó sẽ là 260.000 nhá, 260.000 cho một con ghế như này. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Ngồi thì cực kỳ là đã luôn, mang đi câu đi kẹo nhá. Con này thì ngồi nó sẽ cứng cáp hơn nhiều so với con này. Đấy, con này thì nó ngồi nó sẽ nhẹ nhàng hơn, con này thì ngồi mạnh biết thoải mái luôn. Nó cứng cáp hơn nhiều nhá. Đấy. Và nó có cả cái ngăn phụ đây này. Đấy. Có ngăn phụ đây để các bác có thể bỏ các cái đồ lặt vặt vào đây. Đấy, có quai sách như này. Rất tiện dụng luôn. Giá thì là 260.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ bật lửa các bác nhá. Đấy, đồng hồ bật lửa hàng siêu đẹp, siêu chất lượng như này các bác này. Đó. Con này thì các bác khi các bác về thì các bác tự bơm ga, còn đồng hồ là chạy bình thường nhá. Đấy, đồng hồ chạy bình thường. Về nhà các bác chỉ cần nhấn cái lẫy cho em là đồng hồ chạy thôi. Đấy. Giá thì rất hợp lý cho bác nhá. Đấy. Hệ thống đánh lửa tự động này, về nhà các bác tự bơm ga cho em. Đây, tự bơm ga vào đây cho em. Đó, giá thì khi ấn này thì đèn nó sẽ lên này.
Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một con đồng hồ bật lửa như này. Vừa là đồng hồ vừa là bật lửa luôn. Lên mã giúp cho em là đồng hồ bật lửa nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy. Lên cho em là đồng hồ này, đồng hồ bật lửa, giá của nó sẽ là 100k nhá. Về nhà các bác là tự bơm ga nhá, về nhà các bác tự bơm ga cho em. Đó. Đây em ghi rất là rõ rồi, về nhà các bác tự đi bơm ga nhá. Đấy, tự đi bơm ga, giá của nó sẽ là 100.000. Lên mã cho em là đồng hồ bật lửa rất là đẹp luôn. Số của nó là số La Mã này, mặt sáng bóng đẹp các bác này. Đấy. Số La Mã nhá, mặt sáng bóng đẹp cho các bác luôn nhá. Bật lên thì nó sẽ có đèn như này. Đó, về nhà các bác tự đi bơm ga vào cho em. Giá thì chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho con đồng hồ bật lửa như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng bật lửa điện nhá. Các bác lên cho em là bật lửa điện. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con bật lửa điện như này. Giá của nó sẽ là 80.000. Đấy. Con này thì nó có sẵn ga như này rồi. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, bật lên nó sẽ lên này con này. Đó. Và cái bật khi mình bật thì cái này nó sẽ xoay nhá. Đấy. 10 kW/kWh này. Đấy, bằng đồng rất là đẹp luôn, bằng đồng rất là đẹp luôn. Đó, lên cho em là bật lửa điện nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một con bật lửa như này. Đấy. Lên cho em là bật lửa điện này. Đó. Bật lửa điện, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con bật lửa điện như này. 80.000 cho một con bật lửa điện như này nhá. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng luôn. Lên cho em là bật lửa điện, giá sẽ là 80.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái đèn thần tài cho bác nhá. Qua lên cho em là đèn thần tài. Đấy, đèn thần tài này. Đó, để các bác có thể để ban thần tài hoặc là trên ban thờ đều được hết nhá. Đấy, lên tên nó là đèn thần tài. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một con đèn thần tài như này. Giá sẽ là 60.000. Đấy, con này thì ở đây nó sẽ có cái công tắc này. Các bác bật cái công tắc này lên cho em này. Sau đó thì các bác chỉ cần chạm nhẹ này nó sẽ lên thôi. Sau đó thì các bác điều chỉnh cái này để tăng giảm cái độ sáng nhá. Đấy, con này thì nó chạy bằng pin. Chạy bằng pin và có sẵn một cái cổng sạc như này thôi. Về nhà các bác chỉ việc sạc vào thôi. Nó rất là tiện, các bác không cần phải đi mua pin hoặc là thêm một cái chi tiết gì nữa, nó lằng ngoằng phức tạp mất thời gian. Đó. Các bác chỉ cần chạm này nó lên, chạm này nó tắt này. Đấy, rất tiện luôn nhá. Chạm này nó lên này, chạm này nó tắt này. Đấy, rất tiện. Hàng cực kỳ thông minh luôn và có tăng giảm lượng sáng để tiết kiệm điện nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình ăn cơm ăn nước này hoặc là để trên ban thờ cũng đều được hết. Đấy, ánh sáng của nó cũng khá là sáng luôn và đèn LED rất là tiết kiệm nhá. Bên trong của nó thì nó sẽ có quả pin 18650 nhá. Các bác có thể thay thế rất là dễ dàng luôn. Lên mã giúp cho em là đèn thần tài nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 60.000. 60k cho một con đèn thần tài như này. Đấy, con này rất là đẹp, rất tuyệt vời luôn các bác này. Đấy, rất đẹp, rất tuyệt vời luôn. Có hai màu xanh và màu đỏ như này các bác nhá. Có hai màu xanh màu đỏ này thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi, gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Đấy, công suất của nó thì nó sẽ là 0.4W nhá, 0.4W. Đấy, cho nên là nó khá là tiết kiệm luôn. Đây, công suất của nó là 0.4W này. Đấy, rất là nhỏ nhá. Đấy, cho nên là sáng rất là lâu luôn. Đấy, các bác có thể dùng để làm các công việc đều được hết này. Đấy các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là đèn thần tài nhá, đèn thần tài. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Đó, 60k thôi. Con này thì nó rất là ưu việt luôn. Các bác chỉ cần là chạm này nó tắt này, đấy, chạm này nó lại lên này. Đấy, và các bác có thể điều chỉnh sáng tối ở đây nhá. Điều chỉnh sáng tối ở đây rất là tiện luôn. Đó, chạm nhẹ này nó tắt thôi, rất là tiện. Búng này nó lên này. Đấy, búng này nó tắt này, búng này nó lên này. Rất tiện luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000, quá rẻ luôn các bác. Đấy, sẵn pin trong này rồi, có công tắc đây. Các bác không dùng nữa thì tắt nó đi để tránh cái trường hợp là cháy nổ các kiểu con đà điểu luôn nhá. Rất tiện dụng luôn. Đó, tắt cái công tắc này đi cho em là xong. Đó, rất tiện dụng các bác. Đó, đây thì nó sẽ là sử dụng sẵn pin bên trong rồi. Đó, chiều cao của nó thì vào khoảng là hơn 20cm một chút nhá. Rất là chắc chắn luôn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Một hộp này của nó thì bao gồm cho các bác là 6 viên. Đấy, 6 viên đá kèm thêm cho các bác là một cái gắp như này. Để các bác gắp này. Hàng thì của thương hiệu Winling của Đức đấy, thương hiệu Winling hay người của Đức đây. Cái này thì các bác có thể dùng để mình bỏ vào ngăn đông tủ lạnh này, sau đó thì mình uống rượu, uống bia, uống nước ngọt thì mình lấy ra mình sử dụng cho em. Thì nó sẽ giữ được cái độ nguyên bản của cái nước mà mình uống không bị nhạt đi này. Đặc biệt là các bác hay uống rượu này. Đấy, nó không bị nhạt đi. Uống bia cũng vậy, không bị nhạt đi nhưng mà vẫn có độ mát nhá, vẫn có độ mát. Đấy, nó ưu điểm nó là như vậy. Đấy, hàng của Đức luôn. Của thương hiệu Winling hay người của Đức đây. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một vỉ như này thôi. Đấy, lên cho em là đá vĩnh cửu nhá, một vỉ 6 viên. Giá của nó sẽ là 80k. Đấy, 80k cho một vỉ như này. Đấy, lên cho em là đá vĩnh cửu này. Đá vĩnh cửu các bác nhá. Đấy, đá vĩnh cửu, giá của nó sẽ là 80k trên một hộp 6 viên nhá. 80.000 cho một hộp 6 viên như này. Hàng cực kỳ chất lượng và giá cực tốt luôn. Rồi ok. Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác. Đấy, thời tiết thì nó đang bị mưa cho nên là tiếng nó hơi bị ồn, thì các bác có thể chỉnh cái âm lượng của mình tăng lên một chút để nghe cho được rõ ràng hơn nhá.
Em xin được tự giới thiệu với quý cô bác anh chị và các bạn, em là Phạm Huấn đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Rất vui trân trọng cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi ủng hộ như là mua mặt hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đổ ga điện thoại ra như này bao giờ. Kìa, sản phẩm đầu tiên em lên bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái thắt lưng cá sấu vàng nhá. Đấy, hộp nó màu vàng như này rất là đẹp luôn, lên mã giúp cho em là cá sấu vàng nhá. Giá thì chỉ có 140.000 thôi, 140k cho một con thắt lưng đẹp miễn chê như này các bạn. Đấy. Hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng và giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Nó sẽ là bao gồm cho một cái thắt lưng mặt đúc liền như này các bạn này. Mặt đúc liền nguyên khối nhá. Đẹp hơn bao giờ hết các bác nhá. Đẹp hơn bao giờ hết, đẹp miễn chê luôn. Đấy, đẹp không tưởng tượng được các bác nhá. Đó, đây này. Mặt đính hình con cá sấu màu vàng này. Đấy. Đúc liền hết các bác nhá. 100% là đúc liền mạ vàng 18 carat nhá. Hàng tuyệt đẹp cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một con thắt lưng như này. Chiều dài của nó sẽ là vào khoảng là đi chiều dài là vào khoảng là 1m2 nhá. 1m2 hơn một chút này. Đấy. Đây, thắt lưng rất là đẹp luôn. Da cá sấu các bác này, nó da cá sấu rất đẹp luôn. Giá thì chỉ có 140k thôi. Đây là nó sẽ là thuộc dạng lẫy như này, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này lên là sập vào là xong. Rất đơn giản như đan rổ luôn các bác này. Đây, kéo cho em này. Đấy, kéo nhẹ này. Đó, lẫy nghe tiếng kêu của nó rất là đã luôn nhá. Đó, thì đây, rất là ngon lành luôn. Đó, và khi các bác rút ra chỉ cần đẩy này thôi. Còn cái lẫy này nó là lẫy khóa ngược cho nên là các bác dùng nó rất là an toàn luôn, không bao giờ lo bị tuột bị ấy nhá. Một con thắt lưng rất là đẹp như này. Đó. Rất đẹp này. Chất da siêu mềm mượt cho các bác luôn. Đấy, và cái đựng trong cái hộp cực kỳ xịn sò như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là mua về mình sử dụng này, rất là đẹp luôn nhá. Đó. Sách đi làm quà rất là lịch sự đẹp các bác nhá. Đó, chất lượng cho các bác luôn. Đây, nguyên cái mặt của nó này, mặt đúc liền nguyên khối như này, rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, mặt đúc liền như này. Đấy, thắt lưng thì rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em là cá sấu vàng nhá, cá sấu vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá nó là 140.000 cho một con thắt lưng cá sấu vàng như này, đựng trong một hộp cực kỳ xịn sò và chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là cá sấu vàng nhá. Đó, cá sấu vàng này. Cá sấu vàng giá của nó sẽ là 140k nhá. 140k cho cái thắt lưng cá sấu vàng như này. Đẹp miễn chê luôn, đẹp hết nước chấm luôn các bác nhá. Đấy, tem mác các thứ đầy đủ cho các bác luôn, đựng trong hộp như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là điện thoại Nokia nhá. Thì bên shop có hai mẫu, một mẫu là 2 SIM và mẫu là 1 SIM. Đấy. Con 1 SIM này thì giá của nó đấy em con dao. Đấy, con 1 SIM này thì ngoài cái hộp này. Quá lên kia là điện thoại 1 SIM nhá. 1 SIM thì giá của nó sẽ là 150.000 nhá. Đấy, lên cho em là điện thoại 1 SIM này. Điện thoại 1 SIM được rồi, 1 SIM. Giá của nó sẽ là 150k cho con điện thoại 1 SIM như này nhá. Đấy. Thì hàng nó sẽ bao gồm cho các bác là hàng nó sẽ bao gồm cho các bác. Đây, một con điện thoại chất lượng như này các bác này. Đấy, đựng trong cái hộp Nokia nhá. Điện thoại Nokia giá chỉ có 150k thôi. Đây, Nokia các bác này. Các bác chả đi đâu mua được cái điện thoại 150.000 đâu. Đầy đủ pin pin rồi dây sạc các thứ đầy đủ combo cho bác như này nhá. Đấy, hàng mới tinh full hộp cho bác luôn. Giá thì rất hạt rẻ nhá. Lên cho em là điện thoại Nokia. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con điện thoại Nokia như này. Dòng này là dòng 1 SIM nhá. Đây em bật nguồn cho các bác xem này. Đó, 1 SIM này. Đó, Nokia. Đó, một con điện thoại 1 SIM như này. Lên cho em là điện thoại 1 SIM nhá. Giá của nó sẽ là 150k nhưng một con điện thoại 1 SIM như này nhá. 150.000 các bác nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy các bác thấy không? Đó, Nokia nhá, cực kỳ tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó, Nokia 1 SIM. Giá sẽ là 150k. Đây, tắt nguồn đi các bác này. Đó. Phím của nó sẽ là phím nổi nhá, cực kỳ là dễ sử dụng luôn. Đó, phím này của nó sẽ là phím nổi như này các bác này. Đấy, phím nổi các bác nhá. Đó. Phím nổi như này, rất dễ sử dụng luôn. Đó. Giá thì rất là tốt nhá. Một con điện thoại Nokia như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 150.000 thôi.
150.000 nhá. Hàng nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này. Tiếp theo là điện thoại 2 SIM nhá. Con 2 SIM này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 250k. Đấy. 250k và bao ship cho con 2 SIM như này. Đấy, con này thì 2 SIM thì nó sẽ to hơn một chút các bác nhá. Ở đây nó sẽ có kèm cho các bác là một đốc sạc, một pin. Đấy. Đầy đủ cho các bác luôn. Hàng full hộp mới tinh cho bác nhá. Full box, full hộp mới tinh cho bác luôn. Đó. Hàng cực kỳ chắc chắn này. Những cái lẫy này của nó cũng rất là khó lấy luôn. Đó, đây. Thì các bác chỉ cần lắp pin vào cho em này là xong, lắp pin, lắp SIM vào nhá, hai khay SIM nhá các bác nhá. Đó, đây. Lên mã cho em là điện thoại 2 SIM nhá. Con này thì giá sẽ là 250 cành. Hàng của Nokia đây, Nokia. Đó, đây. Đây qua này. Đấy, báo giờ báo trước đàng hoàng luôn, hai khay SIM nhá. Đó. Lên cho em là điện thoại 2 SIM này. Đó. Điện thoại 2 SIM giá của nó sẽ là 250k nhá. 250.000 và bao ship luôn. Bao ship 250.000 bao ship cho cái điện thoại 2 SIM này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và giá rất là tốt nhá. Phải tắt nguồn đi này các bác này. Đó. Hàng của Nokia nhá, hàng của Nokia rất chất lượng cho bác luôn. Đó. Nokia nhá. Có kèm cho các bác cả dây sạc như này luôn, về nhà các bác cắm cái cục sạc điện thoại nhà mình nhá. Đấy, Nokia các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một con điện thoại như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 250.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn nhá. 250k bao ship tận nhà. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng keo vá tường nhá. Con này thì nó sẽ là 250 lít các bác nhá. Hàng niêm phong nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, nó sẽ là một cái dòng keo trắng các bác này. Đây, một cái dòng keo trắng như này các bác này. Đấy. Một cái dòng keo trắng, kem trắng các bác nhá, kem trắng. Thì khi mà các bác sử dụng thì nó sẽ là một cái dòng kem trắng như này các bác này. Đấy, kem trắng như này. Thì các bác dùng để mình vá lên các cái phần tường của nhà mình nó bị bong chốc, bị nứt, bị thấm ướt các bác nhá. Đó, thì các bác vá hết vào cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi các bác một cái lọ keo như này, giá của nó sẽ là 40k. Các bác lên cho em là keo vá tường nhá. Đấy, lên cho em là keo vá tường, giá của nó sẽ là 40k. Đấy. Keo vá tường này. Keo vá tường giá của nó sẽ là 40k cho một lọ keo vá tường như này. Đấy, có kèm cho các bác một cái chổi như này nhá. À, một cái bàn tà lột như này để các bác lột lên tường này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, các cái phần tường nhà mình nó bị bong chốc nứt rồi thấm rột các bác này. Đấy, hoặc là bị trẻ con bôi bẩn này. Các bác vá lên cho em sạch đẹp luôn. Đấy. Đấy các bác thấy không? Đây, ổ điện, ổ điếc, nói chung là tất cả các cái phần nào bị nứt, thấm rột, bong chốc, bẩn thỉu. Đấy, vá lên cho em nhá. Đấy. Rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 40k cho một lọ keo vá tường này thôi. Đấy, có kèm cho các bác cả đầu vòi này, cả đầu vòi, cả bàn tà lột luôn. Đó, đây, combo như này, giá sẽ là 40k nhé, 40k. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái miếng dán ngải cứu các bác nhé, miếng dán ngải cứu. Một lọ này của nó thì, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 12 miếng nhé, 12 miếng, đó, 12 miếng dán ngải cứu như này các bác này. Đấy, hộp của nó sẽ bao gồm cho các bác là 12 miếng, đây, 12 miếng như này các bác nhé. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác là 12 miếng dán này. Kèm thêm cho các bác là 12 miếng dán. Về nhà các bác chỉ cần bóc ra. Cái miếng dán ngải cứu này thì nó rất là tốt luôn. Các bác bóc ra để mình dán vào các cái vị trí như là cổ, vai, gáy, rồi các cái vị trí nào mà mình đau mỏi thì các bác dán vào cho em. Đấy. Cái này thì độ bám dính của nó rất là tốt và siêu nóng luôn. Các bác dùng nếu mà nóng quá, nóng quá thì mình có thể chuyển vị trí cho em nhé. Chuyển vị trí cho em. Đó, rất là ok luôn. Giá thì bên shop đang gửi các bác một cái hộp như này. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một hộp miếng dán ngải cứu như này. Lên mã cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Đó, miếng dán ngải cứu này. Đó, miếng dán ngải cứu. Miếng dán ngải cứu giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k trong hộp này, 12 miếng này, 12 miếng. Đó, 30.000 cho hộp 12 miếng như này. Đau mỏi vai gáy, đau cổ, đau dây thần kinh, đau thắt lưng rất là tốt luôn. Cái miếng dán ngải cứu này thì nó giúp cho các bác chống đau mỏi, đau nhức rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có 30.000 cho một hộp như này thôi. Đau mỏi vai gáy, thoát vị địa đệm, các bệnh về xương khớp, tình trạng phổ biến ở người cao tuổi và người trưởng thành. Miếng dán ngải cứu đa năng, giải pháp hữu ích, hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí. Với những người mắc bệnh như đau xương khớp, thoát vị địa đệm thì có rất nhiều phương pháp điều trị. Nhưng với miếng dán ngải cứu thì chỉ cần dán trực tiếp lên vị trí đau hay nhức mỏi có thể cải thiện được tình hình này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tăm nước các bác nhá. Tăm nước thì bộ sản phẩm nó sẽ bao gồm cho các bác là một máy này, một máy như này. Đấy, một cái con máy cực kỳ là ngon luôn. Đây, hàng chất lượng này, tem mác các thứ này, sách hướng dẫn cả quyển luôn. Đấy, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Và nó sẽ có kèm cho các bác một cái dây sạc như này và bốn cái đầu nhá, bốn đầu như này, 1 2 3 4 này. Bốn đầu như này để cho các bác có thể là mình vệ sinh răng miệng, vệ sinh
lưỡi rồi vệ sinh níu lại các bác thư đây. Đây bốn cái máy, bốn cái đầu như này các bác này. Đấy. Thì ở đây nó sẽ là vệ sinh răng này, đấy, vệ sinh lưỡi này, rồi vệ sinh mặt răng bên trong các bác này. Đấy, rất đầy đủ cho các bác luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là miếng tăm nước nhá. Đây là tăm nước, giá của nó sẽ là 190.000 các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là tăm nước này. Đó. Tăm nước giá của nó sẽ là 190k cho cái tăm nước như này. Đấy, bây giờ các bác nên dùng cái tăm này, nó không hại níu, hại lợi và chảy máu chân răng nhá. Đấy, rất sạch sẽ luôn. Giá sẽ là 190k. Đây các bác này. Đấy, các bác cho nước vào nhá. Chưa kể ông ấy kèm theo 4 vòi xịt, chẳng yêu đây làm gì. Mà thôi, những cái vỏ ngoài không quan trọng. Bây giờ em sẽ cho em ấy thi đấu với những siêu cầu thủ đến từ châu Âu xem thế nào. Tiêu chí so sánh là các chương trình, áp lực vòi phun và sự êm ái khi vận hành. Bởi vì nguyên lý hoạt động của tắm nước khá là đơn giản và hàm lượng công nghệ không cao. Và cơ bản có hai loại, một là dịch tinh trùng và rất là mạnh luôn nhá. Em sẽ sử dụng than hoạt tính Dasara để làm trắng răng, sau đó vệ sinh lại bằng tắm nước Valu với áp lực mạnh và tiết diện đầu vòi nhỏ. Đấy, các bạn thấy không? Sạch tất cả những cái mảng bám ở trên răng theo một cách thức rất là an toàn và hiệu quả. Và với những bạn bị viêm lợi thì đầu xịt này tỏ ra rất là hữu hiệu. Nó có một cái núm silicone nhỏ ở đầu vòi, giúp lên tiết nước vào sâu kẽ chân răng nhưng không làm hỏng lợi. Còn đầu vòi này thì chuyên dụng dành cho các bạn đang liền răng. Đầu vòi cuối cùng thì chuyên dùng để vệ sinh lưỡi. Nó giúp cho việc vệ sinh lưỡi vừa sạch vừa không bị rác. Thực sự mình đánh giá rất cao sản phẩm này, không chỉ vì giá rẻ mà còn vì sự tinh tế và tỉ mỉ. Và qua đó thỏa mãn được nhiều nhu cầu, nhiều đối